Tất cả việc thế gian này chúng ta giải quyết được chỉ đúng có một chỗ thôi. Đừng sợ tổn hại mình. Chỉ đúng chỗ này. Mà cái chỗ này là ngay cái chỗ nào? Tâm lượng phải rộng lớn bao dung. Cái chữ là tâm lượng phải rộng lớn bao dung thì nó sẽ giải quyết được tất cả vấn đề khi chúng ta gặp. Còn nếu như tâm lượng hẹp hòi thì không giải quyết được vấn đề. Vì thường những người tâm lượng hẹp hòi là cứ sợ tổn mình không à. Cái gì cũng sợ tổn mình chứ. Còn quý vị tin sâu nhân quả thì dù cho quý vị mất tiền quý vị cũng không sợ nữa. Vì sao? Vì của trong mạng ai lấy được mà sợ mất tiền. Bây giờ người ta lấy tiền quý vị là người ta lấy cái của bên ngoài. Mà trong mạng người ta do có tiền này mà người ta đi lấy tiền quý vị. Còn thật sự cái của trong mạng quý vị á, là không ai lấy được hết chứ. Nhưng mà do cái của trong mạng có nên mới có tiền. Còn nếu như cái của trong mạng mà không có thì có tiền cũng bị lấy nữa. Bị lấy mất tiêu luôn vì trong mạng không có tiền này. Còn nếu như trong mạng này đã có tiền này thì người ta lấy cái tiền này là quan ức là của người lấy á. Cái người lấy mới quan ức. Tại vì trong mạng họ có 1 tỷ, họ lấy được 500 triệu thì họ lấy thêm 200 triệu nữa, họ sẽ mất đi 300 triệu trong mạng của họ. Nhưng mà họ tưởng đâu họ thông minh, họ đi lấy tiền người ta được, thì cuối cùng họ mất hết 300 triệu trong mạng. Đây là quan uổng. Còn trong mạng của mình có 1 tỷ, mà khi người ta lấy của bên ngoài của mình rồi thì cái của trong mạng mình nó tăng phước báo của mình lên. Tại vì mình không có tức tối, mình không có chữ sùm. Tại vì sao? Vì mình mắc rồi thì thôi, mình bỏ. Thì trong mạng mình của cả nó dưng lên thì tự nhiên á, làm chơi cũng có thiệt vì trong mạng nó có của rồi. Còn nếu như trong mạng mà nó không có của, nó không có tiền thì quý vị tính cho nát ốc đi chăng nữa làm nó cũng không có tiền nữa. Tại vì sao? Vì trong mạng nó không có tiền. Cái nhân cái quả này á, nó sâu lắm đó quý vị. Nói thì nó đơn giản vậy đó nhưng mà làm là cả một vấn đề phải hiểu lắm. Nên những đức thường á, nói với người trong chùa mình á, với hàng Phật tử á, thí dụ như chiếc xe Honda chúng ta đi đúng không? Thì giấy xe để trong đó, hoàn toàn cái gì cũng để trong đó. Chỉ có chạy xong chìa khóa xe thì cắt thôi. Hiểu không? Chỉ có chìa khóa xe cắt thôi. Còn nếu như mà người ta, mình cắt chìa khóa xe rồi mà người ta vẫn lấy xe, người ta lấy chiếc xe, thì lỡ người ta lấy được chiếc xe thì cho người ta bán cho nó có tiền. Còn nếu như mình vừa cắt giấy xe ở nhà mà xe mình chạy đi thì lỡ người ta lấy được chiếc xe thì nó rã chiếc xe ra. Chiếc xe ví dụ như 12 triệu bán được có 2-3 triệu à. Vậy thì cái giấy xe bị cũng đâu chạy được đâu. Không chạy được xe thì thôi mình để cái giấy xe vô xe đại đi. Lỡ mà nó lấy thì thôi mình trả cho nó trọn gói, trả nợ cho xong lần phước cho rồi. Đúng không? Nó khỏe. Nó nên á, suy nghĩ đi. Thật sự mà nói cái này nói có tình có lý á, chứ không giỡn đâu. Bây giờ quý vị giấu giấy xe, quý vị lấy giấy xe chạy được không? Mà chiếc xe cái thằng ăn trộm thì đi bán khó khăn nữa chứ. Cái kiểu mà không có giấy xe ta nghĩ đồ ăn trộm ăn cắp. Cuối cùng thì nó đi bán, nó ra chợ chờ, hay là gọi nó ra ngoài Tân Thành đồ này kia, thành phố này kia đồ, cái chỗ mà gã xe đó, bắt đầu nó gã xe ra, chiếc xe 12 triệu nó bán được có 2-3 triệu à. Quý vị thấy không? Nó mà cái giấy xe của mình nó chịu 10 triệu mà ôm giấy xe chơi vậy. Rồi cuối cùng cũ cũng vứt bỏ, giấy xe mất kia tiêu à. Nên tất cả những người nghe qua công đoạn này nghe, xe Honda là để giấy xe trọn gói trong đó luôn. Mày lấy đi, lấy đầy đủ hết luôn đó con, bán đi. Tao trả nợ lần cho xong nợ phước cho rồi đúng không? Nó quý vị thấy không? Có tình có lý. Trong cái cuộc đời này là đến thế gian á, gọi là nhân sinh thù nghiệp thì thôi trả đi, trả phước đi. Nên mấy cô mà nghe lời những đức nghe trả nợ cho chồng, trả phước đi, trả hết luôn, trả te tua luôn, trả sao cũng cười cũng niệm Phật chứ. Vì sao? Vì đời này mình muốn giảng sanh nên thôi đã trả rồi. Có những người nghe trả được 20-30 năm nghe, bị chửi, bị đánh, bị gầy, bị la, trả 20-30 năm nghe. Vậy đó mà khi mà còn có một chút nữa gần xong rồi, vậy đó mà nói với ông chồng, tôi nói với ông đó nghe, tôi trả ông mấy chục năm rồi đó nghe, bữa nay tôi không có nhịn ông nữa đâu nghe. Nói, trời ơi, mình trả mấy chục năm rồi thôi, mình trả phước cho rồi đi, cho nó xong phước cho rồi đi. Ông nó còn đòi có một chút nữa là hết rồi thì trả đi. Nó thì bây giờ mình còn nhầy nhụa gì nữa cho nó mệt. Đúng không? Rồi, có nhiều người thì nghe Phật pháp á, khi nghe Phật pháp rồi thì muốn giải thoát. Có nhiều cô thì nào là được nghe giảng là bây giờ niệm Phật giảng sanh là phải diệt tình cảm, rồi không có gần gũi với chồng với vợ, rồi vợ chồng phải cách ly với nhau, rồi cái gì đó nó ngăn chặn nhau. Những đứa gặp những trường hợp này rớt sạch nhách hết trơn quý vị ơi, rớt phần nhiều hết. Trong 100 cặp thì nó được chừng 2 cặp, cái con số này nó quá thấp rồi. Thôi bây giờ chúng ta chỉ nói đúng cái câu là gì? Thôi trả phước rồi đi, gần cái gì kệ mồ nó.
Rồi chúng ta cứ tính nguyện niệm Phật cho nó mạnh. Khi mà trả đủ rồi thì tự nhiên nó không có đòi hỏi gì nữa chân á. Còn bây giờ nó còn nợ, nó còn đòi thì trả, đòi thì trả. Đúng không? Vậy là quý vị tự tại nhất, đúng không quý vị? Quá tự tại luôn. Còn bây giờ nếu như mà quý vị mà nhằn nhụa với nó nghe, coi chừng trở ngại đó. Nhằn nhụa là trở ngại đó. Nên cái cách những đức chia sẻ nó không phải là khi quý vị mà đá đổ cái hoàn cảnh mình đang tạo ra trong cái cuộc đời này. Cái hoàn cảnh trong cuộc đời này là do gì? Cái nhân mình tạo, cái quả mình gặp trong hoàn cảnh cuộc đời này nè. Nên cái hoàn cảnh trong cuộc đời này chỉ mấy chục năm, thì trong mấy chục năm này mình làm sao mình gầy dựng tín nguyện niệm Phật làm chính nhất. Thí dụ như con mình cũng thương, chồng mình cũng thương, của mình cũng thương, nhà mình cũng thương, sao mà không thương được? Nhà cửa mà giờ mình không thương, nó che chở cho mình mà mình phải lau dọn nó chứ, hiểu không? Rồi con mình sanh ra mà làm sao mình không thương đấy? Rồi chồng không thương sao mà sống? Vợ không thương sao mà sống? Nhưng mà mình biết cái này mình thương, mình quý, nhưng mà thật sự thì nó không có tồn tại. Vì cuộc đời á, chỉ một hơi thở thở ra mà mình không hít vào được. Thì bây giờ quý vị coi những cái thứ này mình có cầm theo được đâu. Mình đã hiểu nó là vô thường rồi. Thì bây giờ cái cách mà mình á, có thể gầy dựng không phải là đá đổ nó đi. Mình đá đổ nó đi là nó có trở ngại cho cuộc đời mình đang sống ở cõi này. Nên mình vẫn sống bình thường. Nhưng mình biết nó là vô thường. Nhưng mà vợ hay chồng hay con người ta chưa có hiểu. Thì trong phương diện tu đó đó, mình làm sao mà mình khéo léo điều tiết, gọi là phương tiện khéo léo, để mình tu làm sao mà được mình mà đỡ đi cái sự trở ngại nhau. Còn có những bà, những ông vừa nghe Phật Pháp một cái gì buông xả, xả, giảng sanh, giảng sanh, cuối cùng giảng sanh đâu không thấy, mà thấy nồi trong cái ngồi bánh canh. Giảng sanh đâu không thấy mà thấy ngồi trong nồi bánh canh lởm chởm ở trong đó. Nhiều bà như vậy lắm, nhiều ông như vậy lắm đó. Vừa nghe niệm Phật cái ngày xưa, những đứa có cái ông huynh đệ này nè, vì biết rằng ông ở nhà ông làm ăn cái gì cũng không được chứ. Trời ô vợ ông nó chửi ông. Mà cái nghiệp ông này nó lạ vô cùng luôn á. Người ta đi bán khoai lang thì ta bán đắt, ổng đi bán khoai lang thì bán khoai lang ế. Người ta đi bán hành thì bán hành đắt, ổng đi bán hành thì bán hành ế. Người ta đi bán dừa thì bán dừa đắt, còn ổng bán dừa thì dừa ế. Vì vợ ông nói dùng cái mặt của ông là cái thứ hãm tà. Vợ nó chửi kinh khủng luôn. Bây giờ ổng là tỳ kheo đó. Bây giờ ổng là tỳ kheo rồi đó quý vị. Vợ ông nó chửi dùng cái bản mặt ông là cái bản mặt hãm tà. Làm ăn cái gì cũng không được hết trơn á. Bây giờ mấy đứa con để tôi nuôi cho. Ông đi đi. Ông đi giùm tôi đi. Tôi thấy ông không làm ăn gì được chứ. Ông đi đi. Tôi chán ông lắm mà ông đi đi. Cuối cùng ông nghe được một cái đĩa giảng pháp. Ông nghe được cái đĩa giảng pháp. Ông nghe một cái ông nói cuộc đời quá khổ rồi, nghe ông thầy này giảng ngon quá, cực lạc ngon quá. Mà chỉ có 3 ngày là giảng sanh hoặc 1 ngày giảng sanh. Thôi được rồi, mình quyết định mình đi lên trên đó tu 7 ngày giảng sanh. Trời ơi, ông lên ông tu 14 ngày mà chưa thấy gì. 21 ngày cũng chưa thấy gì luôn. Cuối cùng ông trở về, vợ nói ủa sao về quay mặt về đây nữa ơi. Thứ này về đây là ngày nay tôi ế nữa đó. Đi cho tôi đi. Cái ông nói trời ơi về bị vợ chữ. Thôi mình lên mình tu. Thời gian nữa có giảng sanh không? Ông lên tu một thời gian nữa cũng không giảng sanh luôn. Có nghĩa là cái nghe mà không hiểu quý vị. Nghĩ rằng là từ 1 ngày tới 7 ngày quý vị. Ông lên ông vớt 7 ngày. Ông nghĩ rằng mình vợ chắc 7 ngày cũng giảng sanh. Ông chơi 14 ngày cũng không giảng sanh, mà 21 ngày cũng không giảng sanh luôn nữa. Thì coi á, nên từ nơi đó vậy mà ổng cứ bị vợ ổng chửi hoài, ổng không còn đường đi. Vậy mà ổng kiên nhẫn ở trong chuộng tu, ổng kiên nhẫn ở trong chuộng tu. Vậy mà bây giờ ổng làm tỳ kheo. Nói ổng giờ ổng chuyên là phóng sanh luôn. Chuyên phóng sanh luôn. Nói ổng ngày xưa là bị vợ chửi te tua luôn. Nói không còn đường lối luôn quý vị. Mà chính những đức giọng bên cạnh. Ông tu thời gian còn cư sĩ lâu lâu cái ông chở về ông gặp vợ ông cái ông chở về cái dính lại với bà cái bà chửi ông kia ông đi nữa cứ vậy mà 3-4 lần đó bên cạnh nhân đức mà vậy mà cuối cùng ông kiên nhẫn ông vẫn tu vậy đó mà bây giờ ông làm tỳ kheo ông chuyên phóng sanh luôn vậy đó nè ông chuyên phóng sanh luôn vậy thấy không nên con người chỉ cần mà hướng đến Phật pháp mà kiên nhẫn đi là vì thành công ghê lắm. Ở đây những đức nói rằng là hơn 13 năm mà những đức làm cái gì? Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Rồi cứ nói chuyện nghiêu ngao với các cụ chơi. Vậy mà nói từ từ viết leo đang ngồi luôn. Đúng là nó lên từ từ. Hồi xưa ngồi dưới gạch không à, đúng không? Hồi xưa sáng tu xong ngồi dưới gạch không à. Đúng không? Ngồi dưới gạch nói chuyện nghiêu ngao vậy đó. Vậy mà nói từ từ cái lên cái ghế khúc.
Nó lên ghế khúc, bây giờ lên ghế này luôn. Thấy không? Nó rõ ràng chưa? Là do cái gì? Kiên nhẫn, kiên nhẫn, thấy không? Nó, quý vị coi mấy cái đoạn mà ngày xưa như Đức nói chuyện, quý vị thấy không? Chú Hiền á, chú Hiền á, chồng ngày xưa nó ốm, hồi xưa mới, trời ơi, mới xuống đây á, ốm nhơm mà. Lúc đó 52, 53 kg. Bây giờ 74 kg. Bây giờ đang 74 kg, mà 74 kg mà thấy cũng gọn nha quý vị. Còn hơn à, à. Quý vị biết lúc đó 52 kg. Thì mới chia sẻ Phật Pháp quay mấy cái đoạn hồi xưa mà nói chuyện mà còn ốm ốm mà nói chuyện mắc cười lắm. Thì quý vị biết rằng thời tiết nóng gì nghe. Vì mà Nhật Đức ngồi ở trong cái phòng mà Nhật Đức chia sẻ Phật Pháp đó quý vị. Quý vị biết Nhật Đức bận mấy cái áo chưa? Ba cái áo. Hai cái áo thun bên trong, một cái áo gió bên ngoài cho nó về. Bận thêm cái hậu vô, đắp thêm cái y để chi cho nó phù người lên, nó mập mập lên. Nên nhiều người nhìn tưởng nó bị mắc kim tích không à. Sao người thì bự mà gỗ xíu à. Trời ơi quý vị biết nó khổ chỗ nói chuyện mà nó sức mồ hôi hột vậy mà kiên nhẫn lắm nghe. Nói chuyện hoài, nói chuyện hoài. Rồi xong là sáng nào ăn cơm xong hay là tu xong cũng nói chuyện cho các cụ nghe. Vậy nói với mà văn ôn võ luyện luôn quý vị. Luyện viết rồi bây giờ tự nhiên nó dẻo miệng luôn vậy đó. Nó cái số con người nó là như vậy rồi. Đúng không? Nó, nên từ nơi đó con người chúng ta đặc biệt nhất là cái gì? Gặp ngay câu Phật hiệu này. Nói cái gì nói mà chỉ cần chịu niệm Phật là được rồi đó. Nên bây giờ những đứa cô động một câu mà quý vị khắp nơi nơi nghe. Trong cái thờ mạt Pháp từ bây giờ cho đến khi Pháp vận của Đức Thế Tôn bị diệt đi. Thì Kinh Vô Lượng Thọ để lời Đức Thế Tôn nói. Là khi Pháp vận Đức Thế Tôn bị diệt hết tất cả Pháp. Kinh giáo diệt hết thì Kinh Vô Lượng Thọ lưu hành lại 100 năm. Thì tụng Kinh Vô Lượng Thọ rõ ràng mà đúng không? Thì Kinh Vô Lượng Thọ lưu hành thêm 100 năm. 100 năm đó gọi là 100 năm an ủi cho chúng sanh. Từ bi để là một Kinh Vô Lượng Thọ 100 năm. Khi 100 năm sau thì Kinh Vô Lượng Thọ cũng mất luôn. Thì chỉ còn có một câu Phật hiệu để mà độ sanh. Thì khi Pháp vận Đức Thế Tôn diệt hết thì còn có một câu Phật hiệu. Nên gọi là tu Pháp môn tịnh độ này càng về sau càng gần gũi. Hiểu không? Pháp môn tịnh độ này tu càng về sau thì càng gần gũi chúng sanh. Vậy thì bây giờ á, chúng ta từ bây giờ chúng ta đã tu tịnh độ rồi thì duyên chúng ta nó cực kỳ dày. Bây giờ đã tu tịnh độ rồi đó, trong thời mạt Pháp bây giờ là thời mạt Pháp rồi. Mạt Pháp là gì? Mạt Pháp không phải là Pháp của Phật bị mạt, không phải. Mà là do lòng người bây giờ từ người xuất gia tới hàng cư sĩ để tìm người tu đạo giải thoát thì ít quá. Có nghĩa là Đức Phật nói là người tu rất là nhiều, nhưng mà để cái người tu thật sự mà muốn giải thoát á, thì rất là ít. Có khi có rất nhiều người họ đặt vào cái việc Phật sự, cả đời của họ làm những việc lớn lao trong cuộc đời vô cùng Phật sự, Phật sự, Phật sự. Nhưng họ quên mất tiêu là bản thân mình còn trong lục đạo luân hồi, chưa giải thoát. Nên họ đeo đẳng theo Phật sự, họ lấy Phật sự làm gốc. Cuối cùng là họ đang trồng cái gốc của lục đạo. Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói rằng nếu như chúng ta không giảng sanh về cực lạc thì chúng ta đọa địa ngục. Vậy thì chúng ta nếu lao theo Phật sự của thế gian mà không cắm cái gốc giải thoát, như vậy thì dù Phật sự có lớn cỡ nào cũng là cái nhân tố của phiền não để đi vào tam đồ. Quý vị coi bao nhiêu con người làm Phật sự đúng không? Cuối cùng đi nhiều, làm nhiều nhưng mà phiền não nhiều. Đây gọi là nhân tố của tam đồ ác đạo. Nếu như phước cực kỳ lớn thì được người ta khen, người ta mê, người ta nói mình là người Bồ Tát này kia đồ. Nhưng thật sự mình không phải là Bồ Tát. Vì cái việc giải thoát là chỉ có niệm Phật mới giải thoát. Nhưng mà mình lấy cái nhân tố của Phật sự, xây chùa tạo tượng đúc chuông làm chính, thì cái nhân tố này toàn là cái nhân tố của lục đạo chứ không phải nhân tố của giải thoát. Vì 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, mà lời nguyện thứ 18 là trung tâm của 48 lời nguyện. Là nguyện gì? Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta, đến khi mệnh chung, chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm thì ta là Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh tới về thế giới cực lạc, ngoại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp.
Như vậy thì cái lời nguyện mà chúng sanh mười phương là có chúng ta, mà nguyện cái gì? Là chúng ta niệm Phật, Ngài tiếp dẫn. Còn cái việc, những việc thiện, những việc tốt là cái gốc của niệm Phật. Nên còn làm người, nên những cái việc thiện, việc tốt hướng dẫn Phật Pháp, hướng dẫn người ta tu, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, làm việc thiện là do vì cái hành động của cái niệm Phật làm gốc để cầu sanh cực lạc. Nhưng đang còn mang cái thân của cõi ta bà, nên chúng ta thấy những việc này đủ duyên, những việc này được, chúng ta phát tâm chúng ta làm. Đó là để thị hiện một con người biết tu, làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời, để cho người ta thấy Phật Pháp, con người tu hay được, để người ta tiếp nhận Phật Pháp mà người ta tu. Còn nếu như lấy cái việc làm Phật sự mà làm chính, còn niệm Phật làm phụ, thì cái nhân của quý vị là cái nhân lục đạo, mà phần nhiều đi vào ba đạo. Vì quý vị lấy cái nhân Phật sự làm chính, chứ không phải lấy niệm Phật làm chính. Nên mỗi một con người niệm Phật chúng ta phải nhớ là lấy niệm Phật làm chính. Niệm Phật làm chính thì cuộc đời này mới giải thoát. Nên tất cả những việc, những đức làm đều tùy duyên hết. Còn những đức thì phải chú trọng cái chuyện là một ngày hai thờ phải lên cái điện tu với đại chúng, hai thời chia sẻ Phật Pháp, mỗi ngày bấm số niệm Phật ha. Đi đâu cũng cầm máy bấm số đúng không à, rõ ràng thấy chưa, bấm mới cầm theo ha. Cứ ngồi đâu cũng vậy chứ, không phải như một số thanh niên bây giờ cứ khi đến chùa mà ngồi gốc cây gốc này gốc kia bấm điện thoại. Ôi, bấm có kết quả gì đâu, bấm điện thoại cuối cùng cha mẹ cũng nấu cơm cho mình ăn. Hơi chi mà bấm điện thoại mà điện thoại nấu cơm cho mình ăn thì mình bấm điện thoại. Con này bấm điện thoại mà cha mẹ nấu cơm cho mình ăn, hết tiền cũng xè tay xin tiền cha mẹ. Thôi bấm điện thoại không có kết quả gì chứ. Nên những đức có đọc một cái cuốn sách mà của người Nhật mà dịch ra Việt ngữ, gọi là cái đề gọi là con đường đi đến sự thành công bằng tâm chân chính. Đó. Có nghĩa là con đường đi đến sự thành công bằng tâm chân chính. Nên những đức đọc qua cuốn sách thì những đức nói rõ ràng như vậy. Thì tuổi trẻ bây giờ mà muốn thành đạt cái sự nghiệp trong cuộc đời này là phải từ đâu? Từ chân thật, nhiệt tình, không nói lời giả dối, tạo ra một cái uy tín của cuộc đời, thì lúc đó mới làm ăn được sự nghiệp lớn ha. Tuổi trẻ phải nghe nghe, chứ không phải cầm điện thoại đâu. Thanh niên dù đẹp, nữ dù đẹp mà cầm điện thoại bấm tối ngày, hoặc là trao chuốt mặt mày son phấn, rồi móng tay để cho dài, rồi mai mốt mày sẽ biết te tua, miệng mồm máu chảy ra cho mà thấy, nó quýnh mà le lử luôn cho mà biết. Trời trời, đừng có nói nghe cái đi, rồi thấy thầy nói cho ghê, làm gì mà thấy ghê. Chờ xem sau này rồi bị một cái đi, rồi lúc đó nói trời ơi trời thầy Đức ơi, lúc đó thầy nhắc con chửi thầy nữa, bây giờ con bị đánh te tua rồi sao thầy Đức. Nói lên đây, lên đây tu không có muộn đâu con. Không, chùa mình nhiều người già lắm con. Hồi xưa nghe chữ tôi, bây giờ khổ rồi, nếm mùi rồi đúng không? Thôi giờ lên đây đi nuôi người già. Không, lên đây nuôi người già có cơ hội mà đúng không? Nó bây giờ nhắc trước đó quý vị nhớ nè, mỗi ngày vuỗ móng tay nghe, sơn môi, sơn mỏ nghe. Rồi trang điểm tối ngày nghe. Mấy cái thứ này nó có đắp vào cái chỗ làm vợ tốt không? Cái người làm vợ tốt mà mỗi ngày sơn móng tay, sơn mặt, sơn mày, chuốt cái thân mình hả? Cái thân thì chuốt cho sạch mà cái nhà thì dơ hầy. Vậy thì làm sao làm vợ tốt? Mà đã làm vợ không tốt thì chồng nó quýnh, đúng không? Bây giờ con gái bị chỉ cần thấy đứa con gái này mỗi ngày nó lúc nào cũng là bóng sắc không à, thì quý vị đã biết được đứa con gái này sau này nó bị chồng bỏ à? Hoặc là đẻ đứa con là nó bị bỏ à, chứ không nói vòng vo chứ. Tại vì sao? Vì nó không đảm đang gia đình. Những đức nói thật với quý vị nha, những người mà phụ nữ bây giờ mà chúng ta mà chia tay với chồng, một là gì? Là hết nợ đi, là điều thứ nhất là hết nợ. Quý vị đảm đang được nhưng mà do hết nợ nên chồng bỏ đúng không? Còn điều thứ hai là do quý vị trao chuốt bản thân mà không làm đúng vai trò một người vợ đảm đang mà chồng bỏ. Cho quý vị biết, đừng bao giờ hoàn toàn trách người đàn ông nghe. Đàn ông lúc nào cũng vậy, nó không có ngu đâu, nó đi bỏ người đàn vợ đảm đang đâu. Xin thưa quý vị, người vợ mà ở nhà mà dọn dẹp nhà cửa rồi nói chuyện ngọt ngào, nó hung dữ, nó nhậu nhẹt gì mà vẫn lo lắng, rồi vẫn nuôi con nuôi cái đàng hoàng, dù nó đi ra ngoài nó có mèo mỡ cỡ nào nó cũng trở về nó tìm vợ nó. 100% quý vị biết nó không bao giờ bỏ người vợ này đâu. Nhưng mà người đàn ông nó quyết định nó bỏ người vợ này, nhất định người vợ này phải có vấn đề gì. Một là mình phải, có khi mình hỗn, mình hung dữ, có khi không biết có hay không.
mình chửi nó, đúng không? Tức lên một ngày nào nó bỏ mình luôn. Rồi hai là gì? Mình không có gọn ghẽ chuyện gia đình. Mình có thể đi kiếm tiền được nhưng mà đánh mất gia đình. Bây giờ chồng cũng đi kiếm tiền, vợ cũng đi kiếm tiền, vì gia đình tan nát rồi, hiểu không? Nó còn điều thứ ba là gì? Do chúng ta hết duyên. Sống với nhau có duyên thì đến, nhưng đã hết duyên rồi thì xa. Dù biết rằng mình rất nhiệt tình, mình lo cho gia đình luôn, nhưng mà người ta vẫn là quyết định bỏ mình là gì? Hết duyên rồi. Thì giờ mình biết Phật pháp rồi, bây giờ thôi hết duyên rồi, thôi từ hôm nay mình tu hành. Nó tu hành đi. Nên những đức thường khuyên những cặp vợ chồng á, khi đến với nhau á thì vui, nhưng mà khi lỡ xa nhau thì đừng có nên hận. Thì dù gì cỡ nào thì chăng nữa nó cũng có tình cảm, nhưng mà trước nhất là mình là người đàn ông. Thí dụ như bây giờ nói ví dụ đi, mình là người đàn ông đi thì tâm lượng phải rộng hơn đàn bà, hiểu không? Đàn ông thì tâm lượng mình phải rộng hơn người đàn bà. Thí dụ như mình với người ta chia tay nhau đi, người ta gặp mình người ta xếp hách nguýt kênh với mình. Mình là người đàn ông mà, phải không? Mình là người đàn ông, phải không? Mình phải ra lăng. Mình là người đàn ông mà, không? Mình gặp một cái, ví dụ như người ta nuôi một hai đứa con gì đi, mình cũng nuôi một hai đứa đi, nhưng mà mình là người đàn ông mình phải ra lăng. Là lâu lâu cái mình có quà cáp gì mình đi ngang mình nói ẻm. Ngày xưa thì vợ chồng là em, bây giờ hồi không còn vợ chồng mình kêu ẻm. Thôi cũng tình nghĩa thôi, anh có chút đỉnh thôi gỡ ẻm, tại vì ít gì thì anh cũng là có đôi vai mà nặng mạnh hơn em, đúng không? Thôi ẻm cầm chút đỉnh đi lo cho hai con, đúng không? Thì mình đàn ông nó phải có cái gì nó đặc biệt một chút, trời ơi trời, thấy không? Nó phải như vậy thì người ta thấy rằng trời ơi, mình bỏ người chồng này thiệt là mình hối hận. Cái người đàn ông này tuyệt vời quá mà mình nỡ lòng nào mình bỏ, tiếc quá. Đúng không quý vị? Người đàn ông nó phải đặc biệt, nó phải ra lăng. Con người nó phải tâm lượng phải lớn. Tại người đàn ông tâm lượng phải lớn, nên người ta thường nói đàn ông mà hẹp hòi thì giống như đàn bà vậy đó. Quý vị nghe cái câu này thường xuyên mà, đúng không? Nên thôi thì người đàn bà mà lớn hẹp hòi thì thông cảm, còn đàn ông mà hẹp hòi là không có thông cảm được. Nói chuyện mà mồ hôi đổ vô mắt làm chi, mệt ghê, thấy không? Nóng quá. Nên á, mình là người đàn ông mà hẹp hòi là người ta đánh giá mình dữ lắm. Đàn bà hẹp hòi thì được, thông cảm, nhưng cố gắng tu từ từ để mở tâm lượng ra. Nên á, tại vì cái quy tắc á, là cái nghiệp duyên của người phụ nữ là keo hẹp hòi, còn người đàn ông là rộng rãi khoan dung. Mà đàn ông mà không rộng rãi khoan dung thì bị mắng, bị gầy, bị la. Còn đàn bà hẹp hòi thì có thể châm trước. Thấy chưa? Thuộc bài vô cùng. Nói mà đoạn nào chuẩn bị quên là ở dưới là nhắc liền. Mình vừa nói cái chữ châm, mình quên mất kêu chữ trước, bà kêu ở dưới mới ngồi trước. Thấy chưa? Nó cái hệ quen ấy quý vị. Nên từ nơi đó mà, nên tất cả các ông mà ngồi đây nhớ nha, bây giờ mấy ông cứ suy nghĩ nè. Đấy, tại vì ta đang học cái đề tài là mở rộng tâm lượng. Nữa, đổ mồ hôi nữa. Không quá. Nên á, bây giờ mấy ông nghe nè, bây giờ đơn giản gì thôi là mình thấy thương người vợ mình rồi. Thương rồi. Bây giờ mình thì không có mang thai, thì mình đàn ông mình được cái phước là mình không mang thai. Nên người xưa người ta dùng cái câu là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Ý nói á, là người phụ nữ khi sanh đẻ cũng như là mồ côi mồ cút, phải tự chịu khổ đau của bản thân. Đó. Thì mấy ông cứ nghĩ đi, bây giờ lúc mang thai thì ốm nghén, ốm nhơm, ốm nhách, cần cổ cao ngọng, ăn cái gì cũng ọc ọc ói ra. Gặp đứa con mà nghiệp quan gia nó đến thì trời, mang cái thai nó khổ vô cùng. Vậy mà từ khi mang thai mà chịu 9 tháng 10 ngày cái bụng trình bình đi ẩn ẩn, đúng không? Mà chưa xong, đến khi mà sắp sửa sanh đẻ thì mấy ông biết thập tử nhất sanh. Phật nói mà thập tử nhất sanh, đúng không? Thì sự đau đớn mà trong tất cả cái đau thì không có cái đau nào bằng đau đẻ. Đau đẻ là đau nhất, đúng không? Đau nhất trong tất cả cái đau. Thì bây giờ mình là người đàn ông, mình nghĩ đến vợ mình. Dù cỡ nào ngày xưa cũng đẻ cho mình mấy đứa con, chỉ có cái điều này thôi là mình là đủ tha thứ rồi. Dù cho người họ có đối xử với mình tệ cỡ nào, nhưng họ đã đẻ cho mình được mấy đứa con, thì cái tâm trạng đó mình cảm ơn họ dữ lắm. Thật sự mà nói, đẻ một lần đã khổ rồi, không chi có nhiều người vợ của các ông đẻ mấy lần luôn. Mà có khi mà
đẻ 3-4 đứa con gái rồi, nhưng mà có khi mình ngồi bên cạnh, mình nằm bên cạnh mình nói em ơi, anh vẫn biết em khổ lắm, nhưng anh rất muốn có thêm một thằng con trai, đúng không? Cái người phụ nữ mà người ta nghe chồng nói như vậy, không lẽ mình tệ quá sao, mình có bản lãnh sao, cỡ nào cũng gán thêm thằng con trai cho ổng, đúng không? Phải chiều ổng, đúng không quý vị? Vậy đó mà gán cố gắng để tìm thằng con trai, mà tìm hoài mà không tìm được thằng con trai nào hết, thì cuối cùng mấy ông đi kiếm vợ khác để kiếm thằng con trai. Quý vị thấy vô tình không? Kiếm hết mình mà vẫn kiếm không có, tại mình không có đủ phước con trai. Mà bây giờ cuối cùng mình bỏ người ta, mình đi kiếm bà khác, đi kiếm con trai. Vậy là con người mình sao quý vị? Nó quá tệ. Nên bây giờ chúng ta chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ là chúng ta thấy thương vợ, tội nghiệp lắm. Tại vì họ chịu đẻ mấy lần con cho mình là họ đã quá khổ rồi quý vị à. Nên từ nơi đó mình cảm ơn họ đi. Bây giờ mình là người đàn ông ra lăng tâm lượng mới rộng đi, cảm ơn vợ đó. Mình cảm ơn vợ mình đã sanh đẻ mấy đứa con. Mà đẻ mấy đứa con vì người đàn bà nó kiệt quệ biết bao nhiêu mà nói. Bởi vì tại sao người đàn bà nó mau già đàn ông? Thí dụ như bây giờ người đàn ông này 50 tuổi mà cưới vợ 30 tuổi. Vậy đó mà từ từ thì người vợ này cũng tương đối với người 50 tuổi kia luôn quý vị. Tương đối á. Tại sao? Vì người đàn bà người ta sanh đẻ. Thấy không? Mỗi lần sanh đẻ là mỗi lần người ta kiệt sức người ta. Máu huyết người ta nó bị mất mát nhiều lắm. Con người ta nó kiệt quệ dữ lắm. Nên khi sanh đẻ xong một đứa con là cơ thể nó bị hao tổn và già dặn đi. Nên mình là người chồng mình phải nghĩ được cái điều này để mình thương vợ mình. Nghe gì rồi xúc động gì, trời ơi gặp vợ ở nhà. Bây giờ mấy ông vô đây tu mà không có vợ vô tu nghe, mà nghe ông thầy ông chia sẻ gì gì, bước vô phòng vô nhà cái gặp trời ơi anh nghe thầy nói mà anh xúc động em ơi. Từ hôm nay anh có, em có chửi rủa anh cỡ nào anh cũng chịu, đúng không? Tại vì em khổ quá, đúng không? Cái cảm giác chỗ, cái cảm giác mình biết ơn á, mình biết ơn đi, cái cảm giác cứ biết ơn đi. Bây giờ mấy ông ngồi đây nghe rõ ràng đó, mình không có đẻ chứ cái đẻ nó ghê lắm mấy ông ơi. Ở trong cái chỗ mà cái sàn đẻ, tại sao mà người ta làm một cây sắt ở trên để cho mấy bà vịnh cây sắt á, để chịu thì chắc chắn đẻ là mỗi lần đẻ là ển. Chứ thì sao, không lẽ mỗi lần đẻ khép hai cái chân lại, khép hai chân sao đẻ, chắc chắn luôn mỗi lần đẻ phải banh hai cái chân ra, đúng không? Phải không? Rồi là hai cái tay trên vịnh để chi? Dùng sức. Nên bây giờ mình biết niệm Phật, niệm Bồ Tát rồi, đúng không? Thì bây giờ thường là người sinh đẻ là trong cái nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm có một danh hiệu là Nam Mô Cứu Sản Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì bây giờ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi, khi mình sanh đẻ mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, mà hầu đó những đứa có chỉ cái cách mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để đẻ, nhớ không? Quán Thế Âm Bồ Tát. À, chữ Tát là ra đó nghe, chữ Tát là ra đó, chứ không giỡn đâu. Chữ Tát là cái sức á. Quán Thế Âm là dùng sức, đúng không? Quán Thế Âm là dùng sức. Tát, thấy chưa? Thấy chưa? Cái cách đẻ này là số 1 luôn á. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì cái tâm lúc đó nó từ bi, nó dịu tâm. Nó dịu cái tâm thì đứa con ở trong nó dịu cái tâm. Mà khi nó dịu cái tâm á thì cái tử cung của mình nó cũng rộng ra nữa. Còn khi mà cái tâm mình nó khó chịu là cái tử cung mình nó hẹp lại, nó làm cho sanh đẻ khó khăn. Trời, cái này đúng là ghê thiệt, cái trong có giỡn đâu nghe. Dạng tới cái đoạn này mới kinh khủng nữa nè. Tại vì khi con người mình mà nó dịu thì cái cơ thể nó dịu hết. Mà khi con người mình nó bực bội mà nó lúc đó mà nó tức tối nha. Tại chồng, thằng chồng lũ đạn ơi, mày vô đây mày chịu khổ với tao đi. Ngày xưa mày nói được lắm, mày nói ngon lắm, bây giờ tao khổ nè thằng chồng lũ đạn ơi. Thì lúc đó mình chửi lên thì cái tức khắc cơ thể mình nó cứng lại. Mà cơ thể nó cứng thì làm sao sanh, khó sanh. Nên cơ thể mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là để nó dịu lại. Nó dịu tâm, mà dịu tâm thì dịu luôn cơ thể. Nên cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mới bị coi rõ ràng, đúng không? Quán Thế Âm là hút hơi vô. Tát, đúng không? Nó nên nghe rồi, nghe mai mốt mấy bà mà đẻ là khỏi cần gặn nữa. Ra cái vèo xong, chỉ cần cái tâm trạng vui vẻ hoan hỷ lúc mang bầu, đừng có bực bội khó chịu dưỡng thai, bằng một cái tâm an lạc niệm Phật niệm Bồ Tát, rồi gương mặt tươi vui, ăn uống ngồi đứng đi cho có oai nghi đàng hoàng, để khi sanh ra đứa con tướng nó đàng hoàng. Còn khi mà mình mang bầu bì mà mình ăn uống mà chàng hãng chê hê, ăn mà cái kiểu mà bê tha, nó sanh con ra đi hai hàng, thấy không? Còn cái kiểu mà không hiểu á, ăn uống mà ăn tô ăn tộ á, sanh con cái miệng bự như miệng nhân đức. Ok, đàn ông miệng bự còn có thể coi được, thấy không?
nên nói câu là đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tham quan của nhà. Mà cái câu này câu nói lề chứ không phải nói thật. Thì biết cái câu này ý sao? Đàn ông miệng rộng thì sang là ý đàn ông phải rộng rãi cái tâm. Ý nó rộng rãi cái tâm thì sang. Đàn bà miệng rộng tam quan cửa nhà, ý đàn bà không lo việc nhà mà đi nhiều chuyện xóm trên xóm dưới thì tam quan cửa nhà. Chứ không phải là nguyên lý cái miệng rộng này. Miệng rộng này là nhân nhân quả thôi, hiểu không? Nhưng mà cái nhân tố của người đàn bà khi mang bầu là cái nhân để sanh con tốt đẹp, là do chính mình đã tạo phúc đức khi mang bầu. Ăn chay, niệm Phật, hiền hậu, đừng có ghen tuông khi chồng đi sớm về muộn khi mình đang mang bầu, để giữ cái tâm trạng cho thoải mái, để chi? Để sanh đứa con ra, đứa con mình nó đẹp, hiểu không? Rồi khi người phụ nữ mà mang thai, mình đã nghe đạo mình hiểu rồi, hoặc là các cô ở đây ngồi đây dạy con mình sau này, khi vừa biết mình mang thai thì giữa vợ chồng không nên gần gũi nữa. Bây giờ rất là nhiều tuổi trẻ nó không hiểu cái chuyện vừa mang thai nó còn ăn ở gần gũi. Khi gần gũi ăn ở một lần thì nó sẽ làm cho khó sinh sau này. Và đứa con sinh ra nó sẽ bị ghẻ chóc dơ dế. Tại mỗi lần ăn ở một lần là nó bao lại đứa con nó một lần. Thì làm cho đứa con này nếu mà thai yếu nó sẽ chết trong bụng. Còn nếu như thai mạnh mà sanh ra thì đứa con này cũng eo ọt khó nuôi. Nên từ nơi đó mình phải hiểu cái nguyên lý của dưỡng thai từ khi trong bụng mẹ. Cái này là người xưa dạy hết trơn đó quý vị, chứ không phải tự nhiên mà những đức nói đâu, nhớ nghe. Nên từ nơi đó vị về đây vị nghe là đúng là kho tàng quý giá đó, biết nhiều lắm đúng không? Ồ, nói nãy giờ sức mà hồi hộp luôn á. Vị thấy có ai cho miếng nước nào chưa? Nhiệt tình luôn không à. Nên á, nhớ siêng năng niệm Phật là điều chính nè. Ở nhà cố gắng dụng công hai thời để tu, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, rồi ngày nào cũng nghe hai buổi chia sẻ, một câu ai là Phật niệm đến cùng, và quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, để gầy dựng tín nguyện cả đời để mà lo tu. Nó quý vị chỉ cần kiên nhẫn như vậy. Hôm nay có tượng Phật nha, thì ai muốn thỉnh tượng Phật đó thì chúng ta xuống dưới đó chúng ta thỉnh Di Đà Quan Âm Thế Chí đó. Rồi nhớ nè, thứ bảy chủ nhật tới đây á, là ngày thứ bảy là ngày 30 tháng 4, ngày chủ nhật là ngày 1 tháng 5, hai ngày lễ. Nghe nói hai ngày lễ này, thứ bảy chủ nhật lễ nghỉ bù thêm hai ngày nữa, nên những đức tổ chức cái khóa tu hai ngày. Thứ bảy sáng này tu Iran luôn, cộng tu chủ nhật giống hệt chủ nhật này luôn. Tu xong chúng ta phóng sanh cũng thiết thực, nghe không? Chiều những đức chia sẻ một khóa tu với vị luôn, xong phóng sanh cũng thiết thực. Tối chia sẻ một pháp luôn, tu xong đi uống bột. Ở trong ông thành có đứa thật gì nữa, giờ ngày hai buổi được rồi đúng không? Là thứ bảy nghe, chủ nhật, chủ nhật sáng nghe pháp xong, tu xong chia sẻ một pháp luôn, chia sẻ một pháp xong phóng sanh buổi sáng chủ nhật sáng sớm nghe phóng sanh luôn. Xong 8 giờ rưỡi chúng ta lên chia sẻ Phật pháp, tu tiếp tục phóng sanh cũng thiết thực. Chiều chia sẻ Phật pháp xong tu tiếp tục phóng sanh cũng thiết thực. Tối tự bị tu. Hiểu không? Vậy là nó quá đáp ứng cái nhu cầu đặc biệt rồi đúng không? Nghĩa là những đức nắm bắt cơ hội để mà hướng dẫn tu, thì những đức lên mà đến cái mức như vậy là dữ lắm rồi đó. Suốt 2 ngày 5 6 buổi, thấy không? Chia sẻ Phật pháp rồi còn giải quyết vấn đề nhiều nữa. Nên từ nơi đó quý vị cố gắng sắp xếp đi. Ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 là 2 ngày này chúng ta tu để làm chi? Bây giờ trước nhất chúng ta nói cái chuyện gần gũi nhất của chúng ta là gì? Hồi hướng cầu siêu cho ông bà cha mẹ đời này nhiều đời nhiều kiếp, hay những thai nhi vì nghiệp phá thai. Và chúng ta cầu siêu vô cùng quan trọng đó là gì? Chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn. Tại vì sao? Vì ngày 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5, bây giờ chúng ta được bình yên như vậy, bao nhiêu con người nằm xuống chết, quý vị biết chưa? Bây giờ chết nhiều chiến sĩ chết chưa siêu luôn đó. Bây giờ chúng ta dùng hai ngày này, người tu mình cái ơn, báo ơn đất nước bằng cách nào? Là chúng ta tu để hồi hướng cho đất nước, cầu an cho những người liệt sĩ đã chết nằm xuống chưa siêu. Bây giờ khắp nơi nơi chúng ta tập trung về đây, để hai ngày này quý vị tu. Được hai ngày, còn nếu quý vị mà ở tiếp tục nữa thì ở.
còn nếu không mình về nhà 2 ngày nghỉ lễ, 2 ngày nghỉ bù nghỉ lễ cũng được. Còn ai vô đây luôn thì mình vô đây ở luôn 4 ngày ở trong chùa thì quá đặc biệt, thấy không? Ở đây là yên tâm đi, gạo đầy đủ, đồ ăn bao la, thấy không? Vô đây thoải mái mà tu. Nên những người mà già già lớn tuổi mà sắp xếp được á, chúng ta vô chùa mình càng sớm càng tốt, càng sớm càng tốt. Để chi? Để lỡ cơn vô thường đến với mình bắt tử trong chùa hộ niệm cho mình. Còn nếu như con cái mình nó không có tu được bao nhiêu, rồi đây rồi mình ở ngoài đời, bắt đầu là nó khi mình yếu cái gì cái nó đưa vô bệnh viện, rồi nó chụp bình hơi gì vô miệng, rồi dây nhợ nó để vô miệng thì sao? Trở ngại con đường đi của mình, quý vị ơi. Ha, bây giờ có cơ hội này, chùa rộng rãi đúng không? Vô đây ở, đâu có tốn tiền bạc gì đâu, vô đây lo niệm Phật thôi. Chỉ cần nghe lời Như Đức niệm Phật là được rồi, cơm đồ, áo đồ thì Như Đức lo hết chứ. Rồi tới chết Như Đức lo luôn cho. Hộ niệm 24 tiếng ngon lành luôn, đúng không? Trời ơi, vậy còn gì nữa? Còn gì nữa? Thì thôi, cuộc đời của mình thì sống được mấy chục năm ở đến thế gian này. Thôi những gì làm được thì chân thật cố gắng làm phước cho rồi đi vậy. Để cuộc đời mình ra đi mình cũng cười cái mình đi cho nó ngon. Chứ gặp mà cả đời tạo nghiệp ác độc mà tới khi chết mà nó nhăn mày nhăn mặt mà đi thôi thôi. Bây giờ cuộc đời Như Đức màng gì thì phàm phu vẫn còn sai, nhưng mà cũng mở tâm lượng ra làm một số việc trong cuộc đời này. Khi chết thì Như Đức cũng ôi ôi, khi gần chết mà nằm hay ngồi gì mà hỏi sao cười dữ vậy. Gì Phật đến rồi, đi nghe. Rồi, về cực lạc với người ta không? Tại vì sao? Mãn nguyện. Mãn nguyện cuộc đời, biết không? Nó nên khuyên tất cả người cố gắng niệm Phật. Cũng như những đức học tập mỗi ngày. Thí dụ như buổi sáng chúng ta một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Chỉ nghe cái đề thôi là thấy nhắc mình ha. Rồi buổi chiều chúng ta quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Nghĩa là cộng lại chúng ta là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc, là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Đó. Còn cái lớp đạo làm con thì những đức học đúng một cái đề học hoài, đó là hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, xuyên suốt hoài như vậy luôn. Chỉ cái đề thôi nó cũng gây ra một cái sức ấn tượng cho chúng ta. Nếu mà học lâu là ấn tượng cả đời mình luôn. Cũng như hôm nay chúng ta đọc cái đề thôi, người niệm Phật tâm lượng phải rộng lớn, bao dung, rồi tâm lượng lớn, phước báo lớn. Giống như có một cái vị thầy này tặng cho một vị thầy này một cái bức tranh để mấy chữ tâm lượng lớn thì hoàn cảnh của ông ở rộng lớn. Thì bây giờ trong nhà Phật đó là tâm lượng lớn, phước báo lớn. Tâm bao dung rộng rãi, không buồn giận người để trong tâm, thì tức khắc phước báo mình lớn. Thí dụ như mình buồn giận ai để trong tâm, sao tâm lượng lớn được? Cái tâm lượng của người càng hẹp hòi chừng nào thì họ càng dễ giận hơn người ta chừng nấy. Còn nếu mà họ hẹp đến mức mà quá hẹp luôn thì họ giận mà họ còn để lâu nữa chứ. Để lâu, mà để lâu thì mình khổ lâu. Ví dụ như chúng ta để một ngày thì khổ một ngày. Nếu như chúng ta để hai ngày thì khổ hai ngày, hiểu không? Còn nếu như để một tháng thì khổ một tháng, để một năm thì khổ một năm, thì để càng lâu thì mình càng khổ. Mình suy nghĩ đi. Nên từ đó cái người niệm Phật của mình là nó chuyển được cái tâm buồn giận, nó chuyển được cái tâm hận trách, nó chuyển được cái tâm không vừa lòng, không vừa ý. Mà muốn chuyển được cái tâm đó thì mình phải có cái tâm giải thoát nó mạnh. Cái tâm giải thoát nó càng mạnh chừng nào thì cái tâm mà buồn trách hận giận người ta không có nữa. Tại vì mình muốn giải thoát mà. Giải là mình hiểu cái cuộc đời này nó vô thường quá. Nên mình niệm Phật là mình muốn về cực lạc, mình muốn thoát cái khổ của cõi ta bà này thì mình đâu có buồn giận ai nữa đâu. Thí dụ như cái nhân cái quả người ta đến với mình tốt,
thì là do mình gieo cái nhân tốt. Người ta đến với mình xấu là do mình gieo cái nhân xấu. Bây giờ người ta mượn tiền mình, người ta không trả mình nữa là mình đã từng mượn tiền người ta, mình không trả. Bây giờ người ta mượn tiền mình, mình không cần nghĩ người ta trả hay không, mà người ta mượn là người ta trả hết trơn. Là do gì mình đã từng mượn tiền người ta, mình không bao giờ giật của ai. Ví dụ như bây giờ người ta cho của mình, người ta tặng đồ cho mình, người ta cung kính vô cùng, là mình đã từng tặng đồ cho người ta, mình cung kính. Còn bây giờ người ta tặng đồ mình mà tao vứt đại nè, lấy đi mày, thứ gì đâu, thấy ghét. Cho đồ mà kiểu như cho vứt cho mình đi á, cho mà không cung kính, không tôn trọng gì mình luôn, chạm tự ái của mình luôn, là mình biết là cái nhân quả của mình đã từng gieo với người ta như vậy. Bây giờ mình chịu như vậy đó, hiểu không? Nó, hoặc là mình cho đồ cho người ta mà mình xài xể người ta, có không? Cũng có nữa đó. Cho đồ mà xài xể nó, đúng không? Thí dụ như giờ người làm cha làm mẹ đi, con lợi sinh trong lòng không muốn cho mà nó nài nỉ hoài, bắt đầu tức lên, nè mày lấy đi, cái thứ quỷ thứ ma gì đâu, cái đeo đẳng theo hoài, chắc tao thiếu nợ mày quá à. Cái thứ gì đâu nó đeo đẳng theo, sinh mà không cho nó đeo đẳng theo, nó nài nó nỉ, nè mày lấy đi, mày ăn rồi mày chết đi nghe. Cũng có nhiều bà cũng nói câu như vậy đó à. Thì cái câu quý vị nói như vậy đó, nó cũng qua mang cái quả báo là một đời nào á thì quý vị làm con người ta lại, thì người ta cho vì người ta cũng chửi Iran như vậy luôn vậy đó. Tại vì cái nhân cái quả nó không sai một chút nào hết trơn á, nó là nhân quả thông ba đời. Ngày xưa mình không hiểu, mình tưởng nó ba đời là đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba, đúng không? Nhưng mình càng học Phật mình mới hiểu ra là thông ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai, nó không bao giờ chạy thoát ở đâu. Nên tất cả những cái gì mà đến với mình thiện hay ác, nó đều là do chính mình đã từng tạo. Nên trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có một câu nói là trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, trồng dưa ăn dưa. Cái mình trồng cái hạt gì thì mình ăn cái quả nấy, chứ không có cái nguyên lý mà trồng hạt ớt mà lại ăn hạt cà, ăn trái cà, hiểu không? Hoặc trồng hạt cà mà lại ăn trái dưa leo, không có đâu. Không có cái nguyên lý này đâu quý vị. Như vậy thì cái nhân quả mà mình hiểu thì con người mình nó không buồn trách người ta nữa. Nên Ấn Tổ cái câu đầu tiên ngày dạy mình là tin sâu nhân quả, rồi tín nguyện trì danh, rồi mới cầu sanh cực lạc, đúng không? Nó từng tự rất rõ ràng. Nên quý vị biết những đức chỉ có nhiều nói hoài mà quý vị nghe hoài là thông tâm. Có nhiều nói hoài mà nghe hoài là thông tâm. Còn nếu như quý vị muốn nghe cái mới thì quý vị không làm được cái cũ, cũ chưa làm được. Giống như lớp 1 chưa học xong mà chúng ta muốn học lớp 5, lớp 10 thì không được đâu, hiểu không? Dù học dở cỡ nào thì cũng phải học xong lớp 1 thì mới lên lớp 2. Rồi học dở cỡ nào thì học xong lớp 2 mới lên lớp 3. Nguyên lý nó là như vậy, nó phải có từng cấp đàng hoàng. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta, cái nhân cái quả là mình phải tin 100%. Thí dụ như tất cả những người làm con bây giờ, mình cứ xem cái hành động của mình đối xử với cha mẹ mình là mình biết con mình sau này đối xử với mình sao liền à. Bây giờ mình nói là tôi ước ao gì sao này, con tôi nó hiếu với tôi này kia. Quý vị cái đó là mù mờ à. Bây giờ quý vị xem đi, xem cái hành động quý vị đối xử với cha mẹ quý vị sao, thì con quý vị nó sẽ đối xử với quý vị như vậy, Iran luôn. Nhân quả tương đồng. Nó còn nếu như bây giờ mình nuôi cha nuôi mẹ mà mình nói nặng nói nhẹ, nói này nói kia, nè ăn đi, cứ tối ngày ngồi đó ăn mà còn không chịu im cái miệng, ăn mà còn nói này nói kia, già gì đâu mà khó, sống chết phước cho rồi đi. Sống chi mà sống lâu cho chặt đất, không làm được gì hết trơn, khó khăn gì đâu, làm muốn chết luôn, đem về ăn mà còn nói này nói kia, còn chê còn khen này kia tùm lum tùm la, thứ gì đâu mà già khó khăn. Mình nói này nói kia thì mình nói cha mẹ mình vậy thì con mình nó Iran, nó đối xử cho mình luôn. Mình cho cha cho mẹ ăn mà mình nói này nói kia là con mình nó nói là mình Iran vậy đó. Cái tâm phụng dưỡng đối với cha mẹ thì sao thì con đối với mình như vậy 100%. Đó, quý vị nghe rất là dễ hiểu. Dễ hiểu mà không chịu hiểu mà muốn đi tìm cái khó hiểu. Con người học Phật mình có nhiều người ngộ lắm á. Cái dễ không chịu làm đâu. Cái người ta nói cho dễ hiểu thì không chịu làm. Nói gì dở ẹt. Gì đâu nói dễ hiểu muốn chết luôn. Con nít cũng hiểu nữa. Tôi cái cỡ tôi là phải nói khó hiểu, để tôi đừng có hiểu thì nó mới là hay. Nó không hiểu nó mới hay. Công nhận thầy giảng hay chứ ghê. Hay thì sao con? Không hiểu cái gì hết trơn. Quý vị thấy chưa? Không hiểu cái gì hết trơn mà hay. Đó. Thí dụ như một món ăn mà nó chỉ ảo bên ngoài chúng ta thấy màu sắc, mà bên trong nó không, chúng ta không biết nó là cái gì sao sao hết trơn á. Chúng ta nói nó ngon quá,
chúng ta phải hiểu là bên ngoài và bên trong của nó làm sao. Cái cảm giác mình phải hiểu nắm được đi nó chắc hơn, đúng không? Bây giờ người ta nói rõ là bên ngoài sao, bên trong thì sao, nói rõ luôn rồi đó. Vậy thì mình thoải mái quá, mình biết rồi, hiểu không? Thì biết thì mình chân thật mình làm đi là nó có lợi ích liền. Nên những người mà nghe mình nói chuyện mà họ chân thật, họ tiếp nhận là họ thành công dữ lắm. Mà tự tại nó chứ, không cần bận tâm suy nghĩ nhiều chứ nó mệt. Dành thời gian niệm Phật khỏe hơn. Nó, quý vị biết rằng ngày xưa mà những đức mà nghe Pháp Đại Lão Hòa Thượng Thành Không, những đức cứ căng đầu óc ra những đức nghe. Cứ nghe mà những đức cứ suy nghĩ từng chút suy nghĩ. Có khi mà mình làm việc gì cứ mình nghĩ câu đó hoài, nó làm cho mình cứ lờ đờ mà ngày nào cũng nhồi nhét vô nghe. Ngày nào cũng nhồi nhét, cứ cầm dây phone nhét lỗ tai cứ nghe hoài vậy đó. Mà nghe 5 năm thì bắt đầu là muốn nhớ thì ngày mai nói chuyện với mấy bà cụ câu đó nghe nghe. Câu đó, à Hòa Thượng giảng hay câu đó quá nghe. Sáng mai mình nói lại câu đó này nghe. Vậy mà tự nhiên vừa sáng mai tu xong cái tự nhiên ngồi xuống, ủa trời ơi, cái câu ở đâu mất tiêu rồi. Thấy chưa? Rõ ràng quý vị, là nghĩa là mình nhồi nhét mà mình bị dính văn tự, không nhớ luôn. Sau này những đức đi xuống đây, những đức ngưng nghe Pháp Hòa Thượng lại, những đức lo niệm Phật không à. Tự nhiên những đức niệm Phật không, tự nhiên đức nhớ lời Hòa Thượng giảng chứ. Nhớ lại hết luôn, không muốn nhớ tự nhớ. Có nghĩa là tự nhiên nó phát xuất ra tự nhiên vậy đó. Còn mình muốn nhớ nó không nhớ. Rất là lạ. Nên có nhiều người bị biết người ta chấp pháp nặng lắm. Người ta nghe, người ta đeo phone chắc vô lỗ tai nghe vậy đó. Vậy mà cái văn tự người ta đem người ta đi phân tách với cái người khác tu gì kia là bắt đầu là người ta đem văn tự đó để người ta đối phó nhau. Cái đó sai à, không đúng. Thấy không? Nên mình nghe mình phải hiểu. Thí dụ như Hòa Thượng ngày giảng cỡ nào đi chăng nữa, cô giáo Lưu Tú Văn có nói một câu gì nè, thì quý vị biết, quý vị nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không quý vị căng cỡ nào à. Cô giáo Lưu Tú Văn có nói Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng một tiếng đồng hồ, trong đó chỉ có mấy phút thôi là huyền thoại chi âm. Một tiếng đồng hồ mà chỉ có mấy phút là huyền thoại chi âm. Nếu quý vị mà chỉ cần để vượt qua mấy phút đó thôi thì một tiếng đồng hồ đó quý vị nghe không có kết quả. Thì quý vị biết các ngài giảng, các ngài mở rộng ra phương tiện rồi các ngài mới quy về, hiểu không? Phương tiện rồi quy về nó có một chút để mà kết luận. Mà mình phải chú ý cái kết luận nó vô cùng quan trọng thì mình nghe mới có kết quả. Thì quý vị biết cái tâm tính của người bây giờ là nghe nó loạn động cỡ nào chưa? Thì làm sao đạt được cái khả năng mà nghe như vậy? Nên cô giáo Lưu Tú Văn là do cô quá chân thành, chân thật. Nên cái nghe Pháp của cô nó đạt tới cái trình độ mà gọi là một bài Pháp mà nghe một ngày một chắc 10 lần. Một bài Pháp một tiếng mà một ngày nghe 10 lần, 10 quận. Cứ ngày nghe 10 quận, nghe lại, nghe 10 quận. Sau này Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày cũng đề xướng cách nghe Pháp đó. Nhưng khi tới mình nghe thì tự nhiên sao mình không có được kết quả. Lạ thay là vì sao? Vì cái tâm chân thành của mình nó thiếu hơn người ta. Cái căn bản người ta nó dày quá vì tâm chân thành. Còn tâm chân thành mình nó thiếu. Nên khi mình cũng làm y rang người ta mà lạ thay là nó không được kết quả. Cái này là xác thực 100%. Đã thí nghiệm rồi. Nên tới đời của mình thì như thế nào nó vạch tẹt ra là mình thấy rằng là bây giờ chú tâm đi. Nên bữa đó những đức chia sẻ Phật Pháp, những đức có nói một câu. Bây giờ xin thưa quý vị, đệ tứ quy chúng ta không làm được. Thập thiện nghiệp đạo không làm được. Nói về nhân quả không làm được. Chỉ còn có một cách chúng ta kiên nhẫn sẽ làm được. Đó là chúng ta niệm Phật làm được đệ tứ quy. Chúng ta niệm Phật làm được thập thiện nghiệp đạo. Chỉ cần chịu niệm Phật thì những thứ đó làm được. Lạ như vậy đó. Bây giờ quý vị coi bao nhiêu chương trình chúng ta đã từng nhìn qua, thấy qua. Thí dụ như bây giờ chương trình đệ tứ quy chúng ta gửi chân gửi cẳng đúng không? Một thờ ầm đúng không? Nhưng mà bây giờ quý vị coi còn ai gửi chân nữa không? Chỉ cái gửi chân cái lúc trước mặt công chúng. Nhưng về nhà thì không gửi. Mà người làm cha làm mẹ ngồi đó để cho đứa con rửa chân chịu không nổi. Vì sao? Mình trải qua quá nhiều đời quá, mình đâu có cái tâm đó đối với cha mẹ lót được đâu mà. Mà bây giờ con mình nó tạo cho mình như vậy. Cái nhân cái quả nó không tương đồng nên người làm cha làm mẹ ngồi không có được. Ngày xưa người ta gửi chân cho cha mẹ, người ta nhiệt tình nên con người ta gửi chân cho người ta thì nó được. Còn bây giờ mình đâu có gửi chân cho cha mẹ mình, đã mấy đời, nhiều đời rồi. Mà bây giờ con mình mà nó gửi chân cho mình ngồi nó nhột nhạt, ngồi nó cho nó làm sao, mình thấy tội nghiệp đứa con. Tại vì sao? Vì cái nhân quả không tương đồng.
Nên cuối cùng cái chương trình đó dù cho nó có nổi bật, nhưng chỉ có thời gian nó chìm mất tiêu. Vì sao? Vì nó không có cái làm được lâu dài. Hiểu không? Rồi bây giờ mình nói về cái hiếu mà quá đáng thì con người bây giờ không có làm được nữa. Nó rồi bây giờ quý vị giảng về thập thiện nghiệp đạo nhân quả, họ nghe họ sợ đó, xong họ chạy ra bên ngoài cái là mất tiêu, vì cơm ăn áo bận rồi là như thế nào họ quên mất tiêu hết trơn, họ không có làm được nữa. Thì những đức đã kiểm nghiệm kỹ là bây giờ đệ tử quy chúng ta không làm được, thập thiện nghiệp đạo giảng rộng ra cũng không làm được luôn. Thì bây giờ đúng rõ ràng Đức Phật chỉ chúng ta là thờ mạt pháp chỉ có niệm Phật mới thành tựu, niệm Phật thế trì giới, niệm Phật thế đệ tử quy, niệm Phật thế thập thiện nghiệp đạo. Nếu cái người mà chân thật trong thờ mạt pháp mà chịu niệm Phật thì người này tuy sanh trong thờ mạt pháp nhưng họ đang sống trong chánh pháp đó. Bây giờ quý vị phân tích thiệt là kỹ đi, Đức Phật nói rất rõ ràng luôn. Thời của Ngài còn tại thế thì trì giới thành tựu, 1000 năm sau thì thiền định thành tựu, tới thờ mạt pháp thì niệm Phật thành tựu. Nếu bây giờ quý vị đem cái trì giới và thiền định kia để đắp vào thờ mạt pháp thì không có đúng như là Phật dạy nữa, con người đã không làm được rồi, đúng không? Vậy thì rõ ràng mình chỉ người ta niệm Phật không là đúng là trì giới và thiền định thì nhất định sẽ đạt được cái kết quả của trì giới và thiền định, chỉ có câu Phật hiệu. Thí dụ như đơn giản nhất, bây giờ chúng ta vừa khởi lòng tham đi, chúng ta A Di Đà Phật, vừa sân hận chúng ta A Di Đà Phật, chỉ có một câu đó thôi mà chúng ta làm không được đó. Có khi mình quá sân hận rồi, mình sân hận cực điểm rồi, đúng không? Thì lúc đó mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó nói A Di Đà Phật gì? Sân hận xong rồi tính. Nó đến mức cực điểm đó đó, nó phải đi vào trạng thái đó luôn đó quý vị. Mà niệm lên mà nghe câu Phật hiệu tức tắc liền đi, tao xử trước cái chuyện sân hận này rồi đi, rồi xong rồi tính sao. Thì quý vị biết cái căn tính mình cỡ nào chưa? Bây giờ lúc đó mà chỉ dùng cái câu Phật hiệu thôi mà nó dùng không được luôn, mà nó nghe mà nó bị đối phó cái chuyện mà quá tức rồi, bây giờ chịu không nổi rồi. Bây giờ nghe câu Phật hiệu là nó trong lòng cảm thấy rằng là nghe thầy giảng như vậy mà bây giờ quá tức rồi, bây giờ con chịu không nổi rồi, con không kìm được, thầy ơi đừng có nghe nữa, tắt câu Phật hiệu giùm con đi, để con xử trước đi, con hả hê con rồi đi, rồi lúc đó niệm Phật sao. Nó công nhận không? Có nhiều người quý vị nghe câu này quý vị 100% không? Đây, cái bệnh này là bệnh chung nè, khi mấy bà già mà cái này cái kia mà trong đây mà rắc rối đủ chuyện nè, khi mà bực quá bực rồi giải quyết vấn đề đi, muốn chửi ai chửi vứt cho rồi một phát đi. Nhưng mà nhờ may mắn thay á, là mình có cái tâm tu giải thoát nên nó quay lại rất là mau, nó không có để qua đêm, nó không có để lâu mà nó chuyển liền cấp kỳ luôn. Nhưng mà gì, có những lúc bực tức cực điểm luôn, xử trước đi tính sao. Quý vị coi công nhận không? Phàm phu mình, cái này là những đức xác thực mình nè, tôi không nói ai hết chứ nè, hướng dẫn kịch liệt luôn nè, mà đụng nè giống như 100, 1000 mũi quay lại với mình á, thì quý vị biết cái sức con người mình chịu không nổi đó. Nó tại vì cái sức áp của nó kinh khủng quá. Quý vị nghĩ đi, chúng 800 người hàng Phật tử cộng tu ao ao về đây giải quyết bao nhiêu vấn đề, từ thường trụ tới cộng tu, quý vị biết bao nhiêu mũi kim hướng về mình chưa? Đến lúc mà nó có nhiều khi nó giải quyết tùm lum những vấn đề mà những vấn đề nó không ra gì chứ cũng phải giải quyết nữa. Thì vì biết có những lúc mà nó tức quá rồi, bất bội quá rồi, la phát đi, rồi xong cái nó chuyển cái tâm quay lại niệm Phật nữa. Nó đừng có nói mà cái chuyện đùa. Nên trong thờ mạt pháp này chúng ta nói trì giới rồi thập thiện nghiệp đạo rồi đệ tử quy, thấy rồi không làm được rồi. Nên đệ tử quy con nít bây giờ sau này những đức mở lớp lại là sao? Nói chuyện 15 phút mà ba cái gốc mà những đức cứ nhắc hoài luôn. Đừng nói lời giả dối, tập đi. Đồ đạc người ta rớt đừng nên lấy. Lễ phép, lễ phép đơn giản không mở rộng nữa. Lễ phép đơn giản theo cái nhân sinh thôi, đơn giản thôi. Ba cái đó nói hoài 10 phút, mười mấy phút rồi xong. Các cháu phải lễ Phật nửa tiếng. Đệ tử quy bây giờ phải lễ Phật nửa tiếng. Tại vì sao? Lấy lễ Phật làm chính luôn. Tuy hướng dẫn đệ tử quy mà các cháu cũng phải lễ Phật làm chính. Vì chính bản thân những đức á, vì thập thiện nghiệp đạo là không chuyển được nè, đệ tử quy không chuyển được nè. Như vậy mà chỉ có niệm Phật mà mở được tâm lượng. Đấy nè, cái này là từ nhỏ mà tới 29 tuổi là nó lem luốc nè.
là thập thiện nghiệp đạo là chịu thua, đệ tử quy là chịu thua, nhân cách lễ nghĩa chí tính chịu thua, chỉ có đúng niệm Phật mở tâm lượng ra liền. Niệm Phật mở tâm lượng ra nên sống có ý nghĩa một chút. Đây là xác thực 100% luôn. Nên những đức nói bây giờ chúng ta thật sự mà nói gì cái chuyện trì giới, nói gì cái chuyện hình thức, nói gì màu mè, thật sự chỉ cái hình thôi. Đố mà còn một người nào được nữa đó. Cho xin thưa quý vị, không còn được nữa đâu. Chỉ còn đúng quý vị là người lão thật niệm Phật thì được. Nên cái bài học của chúng ta là gì? Người niệm Phật tâm lượng phải rộng lớn, bao dung, tâm lượng lớn, phước báo lớn. Vì chúng ta hiểu được tâm lượng nhỏ nó sẽ khổ. Hiểu không? Mình khổ quá vì tâm lượng nhỏ, nên mình không muốn khổ nữa, nên phát tâm lượng lớn ra. Để mình đừng có buồn giận người ta để trong tâm, cũng là vì mình thôi. Bây giờ tóm tắt, bây giờ chúng ta trước nhất là vì mình đi. Vì mình làm sao mà mình đừng có hẹp hòi, mình buồn giận người ta để mình khổ nữa. Mà mình nên vui vẻ, tự tại trước đi, để mình giải quyết được những vấn đề với bản thân mình thôi này. Bây giờ tôi chưa nói đến người khác đó nghe. Còn nếu như mình hẹp hòi thì mình khổ quá. Bây giờ tất cả quý thầy, quý sư cô, quý chú, quý cô ở đây, bây giờ hỏi lại chính mình coi, trong cái cuộc đời con người mình đã từng giận hờn ai đó quý vị, coi phải mình khổ không? Một là con người đang sống, hai là chư hương linh chết rồi chưa siêu, mà nghe câu này quý vị tự xem lại cái tâm quý vị. Bây giờ quý vị đang đeo đẳng theo người ta đòi nợ, ví dụ như người ta phá thai mình. Xin thưa quý vị, cái người làm mẹ này, người làm cha này không giữ quý vị nữa, phá quý vị. Quý vị đừng bao giờ hoàn toàn bị trách họ hết, đổ tội lên cho họ hết. Phật nói không có nhân thì làm sao có quả. Trong đời kiếp nào quý vị làm cha mẹ họ mà quý vị cũng bỏ họ đó. Bây giờ tới tiếp tục họ quay lại, họ bỏ quý vị. Nếu như cái nhân quả này mà nó không thông được, nó không cởi mở ra, thì quý vị đeo đẳng nhau, đòi nợ nhau, đời đời kiếp kiếp. Vậy thì chúng ta mãi mãi trong tam đồ ác đạo phần nhiều. Trong lục đạo nhưng mà tam đồ là phần nhiều ở trong đó. Bây giờ tất cả chư hương linh, thí dụ như nghe cái đi, bây giờ quý vị tự nhận thức rằng đeo đẳng theo người ta đòi nợ, nó có vui không? Khi người ta có phước thì xử người ta không được. Phải đeo đẳng theo, chờ từng chút chờ, không bỏ người ta, đi theo người ta hoài, để chờ cơ hội để đòi nợ. Thì cái cảm giác đó nó khổ cỡ nào chưa? Nó quá khổ. Nếu bây giờ mà nghe bổ nguyện của Di Đà mà phát tâm đi, buông cái tâm hận nó xuống đi, rồi niệm Phật đi, nương bổ nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì niệm Phật cầu sanh cực lạc thì Phật ấy đã rước về cực lạc, mà rước về cực lạc thì chấm dứt sự khổ đau, đúng không? Đó. Nên tất cả những người về đây chúng ta nghe chia sẻ Phật pháp, quý vị đang buồn giận ai thì tức khắc buông xuống đi, còn chưa buông được thì nhất định cũng phải buông cho bằng được, không buông được thì thôi, vì khổ gắng chịu. Đúng không? Như bản thân Nhẫn Đức này có khi bực bội một chuyện gì đó nghe, Nhẫn Đức hỏi mày buông không? Không. Buông không? Hỏi thiệt mày đã buông không? Không. Hỏi thêm lần thứ ba nữa đó, mày quyết định không? Buông không? Thôi để tao suy nghĩ lại. Thấy mọi cũng khổ quá. Thôi được rồi. Hỏi ba lần, Thôi buông đi. Tại vì thấy mọi khó chịu quá, bực bội quá. Khi bực bội giận ai rồi ăn không ngon ngủ không yên, khổ quá, thôi buồn. Hiểu thấy không? Nó phải rất là nhiều lần. Nên tại sao bây giờ chia sẻ Phật pháp mà một câu nói nhiều lần? Quý vị thấy những đức chia sẻ Phật pháp một câu nói nhiều lần. Còn nếu như bây giờ những đức ghi ra đề cương để giảng á, thì nó không có một cái câu nó nhiều lần cho quý vị đâu. Quý vị coi tất cả những người mà ghi sẵn á, thì khả năng của người ta một tháng có thể ghi được khoảng 3 đề giảng. Cố gắng luôn là một tháng. Có vị này tiến sĩ đó, ông nói rằng là thầy cố gắng dữ lắm là một tháng thầy ghi được 3 đề giảng, là ghi rõ ràng hết luôn, là ghi đề rõ ràng hết, rồi thầy phải thuộc, đọc thuộc hết, rồi thầy lên là thầy phải theo cái bài giảng đó, thầy giảng đúng tiếng đồng hồ hay 45 phút gì đó là thầy ghi sẵn hết. Khi đã ghi rồi thì thầy cọ vào tất cả những cái đề ghi lúc trước, thầy ghi cái bài giảng đầu thì thầy cọ lại, thì coi có cái điểm nào nó trùng lặp hay không thì điều chỉnh lại. Nên ghi sẵn là tính, là cái của mình để tính. Tính xong rồi mới giảng. Thì từ nơi đó là mỗi bài giảng nó thấy lạ hết trơn. Nên quý vị thấy quá cao siêu, giảng mỗi bài giảng là lạ không? Nhưng mà thật sự thì không có mấy người để làm được hết trơn. Tại vì sao? Nghe qua một lần không nhớ. Nhưng mà nó không có cái trọng tâm để chuyển tâm tu, mà nó chỉ là nghe văn tự mùi bùi tai ngon lành,
nhưng mà không có cái pháp tu gì hết trơn. Thì tôi nghe như vậy, nghe thì thấy nó hay vô cùng, nhưng thật sự khi đụng sự cố việc này việc kia hay dịch bệnh thì bị chịu bó tay. Nhưng mà si cầu que si ke như những đức thì chỉ mỗi ngày vậy thôi đó. Ai với đạo Phật đi, ai với đạo Phật đi. Có nhiều người nó có ai với đạo Phật hoài, có nhiều nó nói hoài, có nhiều niệm Phật thôi, nói một cái, nói một lần là xong, được nghỉ nói đi. Làm gì mà một câu ai với đạo Phật niệm đến cùng mà giảng hết 4 lần 1500 buổi, 1200 buổi đó. Làm gì mà nói hoài vậy? Nói 4 lần có 1200 buổi chuyện nhỏ. Không lẽ tôi nói với ông, nếu cuộc đời của tôi mà cả đời này, thì bây giờ ông tính đi một năm chờ, thì tôi có thể chia sẻ được gần 2 lần đi. Một coi Phật niệm đến cùng đi. Thì ông nghĩ nếu mà cuộc đời tôi mà sống 60-70 tuổi, 70-80 tuổi, thì từ bây giờ 41 tuổi mà tới đó thì nó không biết thêm bao nhiêu lần nữa đó. Vậy mà tôi làm hoài luôn đó, ông tin không? Một câu ai Phật niệm đến cùng này tôi làm hoài, tôi làm cả đời luôn đó. Bây giờ ai nghe không nghe kệ, tôi cứ nhắc tôi là gì? Câu ai Đà Phật niệm đến cùng tôi làm hoài vậy đó, được không? Nhiều đó, đó nhiều đó thôi à. Bây giờ ông cứ nghĩ đi, tôi có nhiêu đó thôi. Mà bây giờ ông nhìn người ta nghe ì ì như vậy đó, ông thấy rõ ràng không? Nó chỉ có nhiêu đó thôi. Tôi từ khi đi tu là tôi gặp ngay niệm Phật luôn, là tôi niệm tới bây giờ hơn 13 năm. Si cầu que, không có học hành gì bao nhiêu. Không, nói chuyện thì quý vị thấy không, vơ tay vơ chân đồ đó không, mặt mày đôi mắt trợn không, có gì đặc biệt không? Vậy mà người ta chịu nghe mới lạ chứ. Ông nói sao nó kỳ cục như vậy. Có nhiều người ta nói sao nó kỳ cục cái gì, chẳng là chào cái thằng Đức nó giảng cái gì, thằng giảng pháp giảng cái gì mà giảng, giảng pháp gì đâu mà giảng, nói cái gì đâu không. Tôi nói gì thì không mà người ta nghe. Còn ông nói ngon lành mà người ta không nghe, lạ như vậy đó. Tôi nói vậy đó mà nhiều người người ta nói người ta không bị phiền não, người ta cỡ mở được tâm tư. Còn ông nói quá trời luôn, vậy mà người ta gặp cái trận dịch bệnh vậy mà ta hú hồn hú vía chứ. Còn tôi nói cái gì đâu không, vậy mà cái trận dịch bệnh người ta ở nhà người ta tu kịch liệt luôn. Nhiều Phật tử về đây gặp nói trời ô thầy ơi, con nhờ hai buổi của thầy nên cái trận dịch bệnh con ở nhà con tu ngon lành, con không sợ hãi chứ. Đúng là thầy truyền lửa đặc biệt thiệt. Tôi nói gì đâu mà truyền lửa dữ à. Còn quý vị chỗ nói ngon lành thấy ghê mà không có miếng lửa không? Hiu hiu lạnh muốn chết à. Nên từ nó nói vậy, thấy không? Cái quan trọng là cái gì? Là cái phương pháp tu. Mà phương pháp tu này nó phải hướng đến Phật dạy. Phật dạy mình thờ mà pháp niệm Phật thành tựu. Nên mình cứ nhắm ngay mục tiêu Phật dạy, mình cứ nhắm ngay mục tiêu đó. Mình cứ nói hoài niệm Phật đi, niệm Phật đi. Mình nói với mình nói nhiều lần, mình nói với người ta thấm. Mà do mình làm, mình làm nên người thấy cái lợi ích của mình, nên người ta nghe, nên thấy rõ ràng, thấy lợi ích. Thấy không? Bây giờ những đức cứ thường nói câu này hoài, không phải là vì cái gì, mà do gì để cho người ta thấy rằng là cái tên này nó không có cái gì đặc biệt. Thằng này nó chỉ có được con cái là niệm Phật là đặc biệt thôi, chứ ngoài ra thằng này nó không được cái gì đặc biệt chứ. Nói chút tới thằng luôn rồi. Thấy không? Tại vì tôi có quan trọng, tôi làm thầy. Quý vị biết không, từ đó tới giờ Phật tử biết những đức. Quý vị thấy có bao giờ những đức nói chuyện với quý vị mà xưng một tiếng thầy với quý vị chưa? Chưa có một lần nào với một đứa con nít cũng chưa xưng thầy với nó nữa. Không, tôi không xưng thầy với ai chứ. Tại vì sao? Vì tôi chỉ là người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chúng ta là người đủ duyên khuyên nhau niệm Phật cầu sanh cực lạc. Một đời này là phải về cực lạc, là chỉ niệm Phật thôi. Còn cái việc ai cung kính hay ai không cung kính đó là chuyện của người ta. Mình chỉ khuyên hết lòng người ta chịu niệm Phật thì được kết quả như những đức nè. Kết quả là do nhờ niệm Phật. Một người không biết gì, làm sao biết sắp chùa chiền, làm sao biết sắp đại chúng lớn như vậy, rồi làm sao qua bên Đại Tùng Lâm mà sắp được cái đại chúng bên đó mà lớn như vậy, rồi chùa chiền bự như vậy mà được bình yên. Chùa này cũng lớn bộ giỡn đâu, mỗi ngày gần 400 người ở đây không lớn hả? Thì nghĩ đi, vậy mà tại sao chúng người ta điêu ríu à? Tới giờ thì chia sẻ Phật pháp, mấy chú mấy thầy mỗi người mỗi khâu ta làm hết trơn, mấy cô dưới nhiệt tình, mấy chú đi giữ xe, khâu nào ra khâu nấy, khỏi cần quản lý, khỏi cần đi coi. Quý vị nói, ủa sao nó kỳ cục cái chảo? Chùa mình có mấy chục người mà làm muốn chết luôn. Mà người này tính này, người kia tính khác. Mà sao đây nó đông quá mà cái thằng Đức thì nó kỳ cục cái chảo? Nó nói cái gì mà sao người ta nghe kỳ cục vậy? Đâu nói gì đâu, tôi chơi nhiệt tình. Chỉ có một cái là tôi chơi nhiệt tình thôi. Tôi đối với anh em là rõ ràng tôi thương nhiệt tình mà. Anh em mà sống với nhau, người đã đến với tôi là tôi nhiệt tình, tôi lo, tôi không nói vòng vo hết chứ nha.
Không có nói là ở lâu ở mau, đã là tôi gặp người đó là đủ duyên là tôi lo hết lòng. Mà như các cụ trong chùa thường trụ, mấy bà mắc thì những đức cũng lo nhiệt tình. Mà mấy bà vô cộng tu mà mấy bà già có nhiều bà mắc bất tử, những đức cũng lo y rang như bà thường trụ luôn. Lo xong rồi là tôi mừng giùm khi tôi lo cho một người rồi, chứ tôi không có nghĩ rằng lo rồi tôi tính bao nhiêu tiền với người ta. Nên từ nơi đó chỉ có cái tâm nhiệt tình như vậy thôi mà tự nhiên người ta đến với tôi nhiệt tình. Nhân quả tương đồng, đúng không? Còn quý vị nói ngon nhưng mà bị dụng ý. Nói ngon ngọt mà không chơi thiệt. Ví dụ như bây giờ người ta nói ngon ngọt vô cùng, nhưng mà đệ tử người ta có bao giờ người ta đến ta ngồi chơi chung không? Không. Còn tôi thì tôi ngồi tôi lăn la tôi chơi chung. Bây giờ mấy cô đang ở dưới nhà bếp làm cực lực ở dưới, tối hôm nay chiều chủ nhật là tôi sẽ lấy xe tôi chở đi vòng vòng đi chơi luôn. Chính tôi làm tài xế tôi chở đi người ta đi chơi luôn. Rồi tôi chở người ta đi qua bên kia, chị em ngồi với nhau mỗi tuần chủ nhật hợp mặt nhau. Vì sao? Tôi nghĩ rằng bây giờ chùa chúng ta 3-4 chỗ, tôi mong làm sao mỗi điểm nó đừng có bị phân tách ra. Nên tôi cho người đi qua đi lại chơi với nhau để chị em anh em nó gần gũi. Chứ không phải là mai mốt ở chùa Hộ Pháp là bên đây, chùa Đại Tùng Lâm bên kia, rồi chùa mới là bên kia, đạo tràng Bảo Tháp Thiên Phật thì bên kia. Tự nhiên nó phân tách ra hết trơn, cái tự nhiên nó kình nhau rồi sao. Nên tôi đưa người qua lại chơi chung với nhau để chi? Sự đoàn kết. Tại vì mình hồi xưa mình còn nhỏ mình đi học mình nghe rõ ràng. Thí dụ như giờ ông cha ông dạy đứa con, bây giờ một bó đũa này á, con bẻ con nó gãy không? Không. Vậy thì muốn bẻ bó đũa này thì sao? Thì rút ra từng chiếc thì nó gãy. Vậy thì tôi nghe cái bài học đó thôi, tôi nói rằng nếu như mà con người tu trong chùa mà ai cũng là người nhiệt tình chung tay thì việc gì cũng thành công. Còn nếu như mà mỗi con người đều là danh lợi cá nhân riêng mình để mà bỏ túi riêng, vậy thì nó rã nát Phật pháp. Vậy thì cái cách hướng dẫn của tôi con người trong đây là cái gì? Đoàn kết. Vậy thôi đó. Chỉ có đoàn kết thôi à. Đoàn kết nên tôi phải ra tay. Khi tôi nhiệt tình tôi hướng dẫn thì tôi ngồi trên, nhưng khi tôi xuống dưới thì tôi phục vụ người ta lại luôn. Bây giờ chúng chùa mình phục vụ đại chúng về đây tu thì tôi phục vụ người ta, tôi lo nấu ăn cho người ta, rồi tôi làm sao cho cái chúng ở trong chùa lâu lâu người ta được vui vẻ, người ta ngồi nhau ăn bánh uống nước, người ta nói thổi chuyện đồ vui vẻ, tôi nói chuyện cho người ta cười vui vẻ, thì làm cái niềm vui đó cho người ta thì người ta mới đem niềm vui đó cho quý vị. Còn nếu như dần những đức bỏ đại bỏ càng người ta thì người ta bực bội, người ta phiền não. Mà quý vị về đây mà gặp chùa này toàn là người bực bội phiền não không thì quý vị làm sao vui, đúng không? Bây giờ muốn cho quý vị có niềm vui mà hưởng được niềm vui của đại chúng này thì trước nhất những đức phải làm sao cho chúng này người ta có sự an lạc. Và khi có sự an lạc rồi thì người ta mới trả cho quý vị sự an lạc. Mình cho người ta đầy đủ rồi thì người ta không xin tiền Phật tử. Chỉ có nguyên lý như vậy. Tại sao nhiều chùa người ta là đi đó, mình đi đến chùa là hết người này xin này, người kia xin cái kia, mà tôi thiếu này tôi thiếu cái nọ, đúng không? Riêng chùa mình là không ai xin quý vị hết. Là vì sao? Vì tôi lo đầy đủ hết nên không ai xin quý vị. Từ nơi đó cái xác thực là gì? Tình người. Đúng không? Nói rất dễ hiểu. Dễ không? Dễ quá trời. Chịu lo làm nữa thôi. Quá dễ hiểu thấy chưa? Học pháp đơn giản vô cùng luôn, xác thực luôn. Nó đâu phải là gọi là đánh chặn trên giấy đâu. Người thấy lên là ào 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 không biết đâu. Ào ào tuôn tuôn rồi đúng không? Chứ đâu có đánh chặn trên giấy. Bây giờ quý vị nghĩ đi, ngày nào cũng 2-3 buổi, có nhiều bữa 3-4 buổi liên tục, ai mà đánh chặn trên giấy nổi cái này không? Thì lên thì bắt đầu là tùy hứng thôi, đúng không? Nãy giờ bệnh niệm Phật, quý vị niệm Phật, xin thưa quý vị, từ hồi sáng tu xong chia sẻ một bài giảng, xong rồi đi ăn cơm xong ha, với đại chúng ha, xong lên trên phòng ha, bắt đầu là niệm Phật tới bây giờ luôn. Chỉ niệm Phật không à. Rồi tới giờ quý vị niệm điều chung bên kia, những đức cũng bắt cái điều điều chung 20 phút của bệnh ha. Vì niệm bên đây A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, những đức bên kia A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chứ sao mình kêu người ta niệm Phật mình phải niệm Phật. Bây giờ mình kêu người ta niệm Phật mà mình không niệm Phật là mình xạo á. Bây giờ quý vị giảng tịnh độ, quý vị kêu người ta niệm Phật, quý vị không niệm Phật, quý vị kêu nổi không? Sao có lực kêu? Nên có nhiều người giảng tịnh độ giảng đâu có nổi. Vì sao? Vì họ đọc văn tự họ ghép lại, họ đọc lời tổ sư họ đọc cho thuộc, họ nói cảnh giới của tổ sư không phải cảnh giới của họ, hiểu không? Cái này ai mà không làm được, ngốc như tôi cũng làm được. Bây giờ tôi ngốc gì, tôi đọc 3 ngày tôi cũng thuộc thật sự luôn. Bây giờ tôi nói về cảnh giới cõi trời, cảnh giới này cảnh giới kia, tôi đọc mấy cái lỡ đó lỡ cho tôi đọc thuộc, tôi nói ào ào cho vị nghe luôn. Nhưng cái đó không phải của mình, mà cái đó mình dối không tớ, dối bậy bạ rớt xuống ao.
đúng không? Nó mình nghe ai mà thường phàm phu mình lạ lắm, nghe cái gì mà bay lên, bay lên. Trời ơi thầy này không phải bình thường đâu, giảng gì đâu mà bay tút trên trời vậy. Cái đó quý vị, thôi bỏ qua bên đi, không cần thiết. Nói làm sao mà chúng ta nắm được kia. Thí dụ như bây giờ Phật pháp chúng ta ví dụ như một cái bánh ngon để trên dĩa, đúng không? Bánh ngon để trên dĩa, để trên bàn. Nói, mời quý vị lại ăn bánh, đúng không? Mọi người chúng ta là bẻ miếng ăn. Ô bánh ngon, bánh ngon, bánh ngon. Thì Phật pháp là để cho người ta ăn, cho người ta dùng thì Phật pháp. Còn bây giờ cái bánh này ngon lắm, bánh ngon lắm, để lóc nhà, để trên cái quạt đó, quay đó đó. Quý Phật tử dưới nhìn lên, bánh ngon lắm, bánh ngon, ăn không được. Ồ ăn không được sao biết ngon? Ờ thấy nó ngon. Ờ chỉ thấy nó ngon thôi à, mà không ăn. Không ăn thì sao mà no? Phật pháp á, là nghe để no, nghe để tiếp nhận, để được lợi ích. Còn cái này chỉ có nhìn không mà không được dùng. Vậy thì Phật pháp mà nếu là như vậy thì là gì? Diệt pháp. Hiểu không? Phật pháp mà như vậy là diệt pháp. Quý vị biết gì sao Phật pháp không thịnh không quý vị? Là do nhiều con người như vậy mà không thịnh đó. Nhiều con người đem cái bánh của Phật pháp mà để trên lóc nhà, nên Phật pháp này nó không thịnh này, nó si đó. Chân thật hướng dẫn người ta, ở nhà người ta cũng tu được, ở nhà người ta cũng hộ niệm cho cha mẹ người ta được, người ta nghe những đơn giản văn tự đơn giản nhất người ta làm được vì thịnh rồi. Nhưng mà có cái là nhiều người ta chia sẻ Phật pháp, người ta để lóc nhà không à, hoặc ta để trên mây bay bồng bềnh chảnh á, hoặc là tuốt dưới đáy biển, người ta chỉ dưới đáy biển á, thì chúng ta chỉ đứng ở trên bờ nhìn chơi thôi chứ không có làm được cái gì, hiểu không? Nó nên từ nơi đó. Phật pháp là gì? Phật pháp là cái bánh mà chúng ta dùng được, tiếp nhận được, gờ gẫm được, dùng được và hương vị hưởng được. Vậy thì tuyệt vời Phật pháp đó. Cái phân tích này quý vị thấy không? Nó rất gần gũi thì sao? Chính những đức đã cảm giác được Phật pháp, niệm câu Phật hiệu cảm giác được luôn, và cảm giác cái lợi ích của niệm Phật này tuyệt vời quá. Chính những đức cảm giác được thật sự 100%, khùng quá trợn vậy đó mà cảm giác được. Tại vì sao? Vì vớt hơn 13 năm nay nó cảm giác được luôn à. Cứ kiên nhẫn hoài thời gian hơn 13 năm nay, người ta bỏ cuộc tùm lum tùm la, một thời là đức sạch nhất hết trơn, cả ông thầy hướng dẫn cũng chỉ luôn. Cuộc đời những đức nói mày ngu, mày phải biết mày ngu nghe không? Ngu nghe con, ngu thì mày chỉ có niệm Phật thôi nha con. Mày không có học được cái gì thì niệm Phật đấy mày. Học cái gì? Không đi tìm ai nữa nghe chưa? Mày tìm nữa là mày chết, mày tìm nữa là mày chuyển giết rồi, nó chuyển mày ra đời luôn đó con. Niệm Phật đi, được không đức? Nói được, tao làm biến lắm, không muốn học cái gì chứ, tao muốn niệm Phật không, được không? À được rồi, được rồi, được, niệm đi mày. Vậy mà hơn 13 năm nay chỉ có một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu niệm giết rồi, tự nhiên trong chùa biết sắp xếp nhân sự hết luôn. Khâu nào tự nhiên biết hết luôn. Việc gì biết hết luôn. Rồi lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm chương trình gì cũng tổ chức được luôn. Chương trình mừng thọ tổ chức luôn, chương trình người mù tổ chức luôn, lớp đạo làm con tổ chức luôn. Rồi sạch nhách hết trơn, cái gì cũng làm được hết trơn luôn rồi. Đúng rõ ràng, một câu A Di Đà Phật là khả năng vô lượng. Phải không? Thì thấy nhà đứa có bị trở ngại gì không? Nó gặp bà bầu thì xử bà bầu. Rõ ràng không? Nó gặp bà bầu xử bà bầu. Mới đẻ con vô, xử có con mới vô chùa. Có chạy cơ nào không? Không. Thì thấy có chạy không? Không, không có chạy. Nà, cái bà mới đẻ con vô than khổ, được, bà khổ bà đây bà niệm Phật đi, thế tôi nuôi cho cứng gác rồi mai mốt về nhà đi làm được không? Được, mà bà ở được hay không mới quan trọng á. Nếu mà ở đường từng con đồ mẹ đồ khỏe ngon lành, thầy ơi con còn gia viên gia đình lắm thầy ơi, mới cho con về. À, bà tự đến thì tôi lo, bà đi thì chuyện của bà, đúng không? Vậy ta giải quyết xong rồi đó. Con người đến với con người mà giúp được ngày nào thì tốt ngày nấy đó. Rồi xong rồi thầy cho hai mẹ con hai cái pháp danh đi thầy. À, nói pháp danh là giống như là nó là kết duyên chơi thôi, còn cái quan trọng mà muốn hết khổ là phải niệm Phật nghe không? Thôi được rồi, đặt cho con bà tên Diệu Thường, còn bà Diệu Niệm đó. Ý nói là con bà sanh ra cái nghiệp quả này, bà khổ, bà sanh ra cái cục nợ này khổ nữa, nên thôi nó là Diệu Thường, thường niệm Phật. Bà muốn hết khổ thì phải thường niệm Phật đúng không? Tên hai mẹ con cộng lên là thường niệm Phật. Thì thôi cứ niệm Phật đi, rồi kết duyên hai cái tên. Quý vị thấy giải quyết được vấn đề hết.
Thôi chúc vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật cộng tu quý Phật tử khắp nơi về đây rất là đông. Chúng ta nương vào một cái đạo tràng chuyên tu chuyên niệm Phật, và cái hội chúng rất là đông người gì để cùng cộng lực cộng duyên cộng phước để mình tu. Nên cái người thiếu duyên thiếu phước mà ở trong cái đạo tràng tu gì, từ từ nó tăng duyên tăng phước. Cái người nghiệp chướng nặng nề ở trong cái đạo tràng chuyên tu mà đông người vì mình cộng lực mình tu thì nó sẽ phát triển nhân duyên phước báo rất là mau. Mà nghiệp chướng nặng nề tiêu trừ cũng rất là mau. Nên thí dụ như ông bà cha mẹ mình mất, mình tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ mình, mình muốn cầu siêu thoát cho ông bà cha mẹ mình. Giống như mình một cái sức thì không thể nào bằng mà bao nhiêu con người như vậy để cộng lực cộng sức. Nên khi chúng ta biết cộng duyên cộng phước mà tu, đó là lời Phật dạy, Đức Phật dạy, đức chúng như biển cả mênh mông. Nên khi chúng ta muốn nương tựa vào cái đạo tràng gì tu mà những ngày chủ nhật, những ngày lễ, những ngày bình thường để mà mình cộng tu, mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình, cái công đức lớn dữ lắm. Ví dụ như trong đây có nhiều người nữ mình không hiểu, có khi mình cũng từng mang cái nghiệp phá thai, có khi nhiều lần. Cái nghiệp này nó phiền dữ lắm, tại vì giết một con vật bình thường nó đã theo đòi nợ, không chỉ giết một con người, nên họ theo đeo đẳng theo đòi nợ. Khi mà phước mình hết rồi thì nghiệp duyên nó kéo đến. Nên tất cả những người mang nghiệp phá thai thường là sống không được hạnh phúc, hoặc gia đình sát sanh hại vật, như nhà mà sát sanh hại vật, hoặc là bán thịt trâu hay thịt chó hay thịt bò đồ này kia đồ, bán đồ thịt đồ này kia đồ để mà cho người ta dùng quán nhậu đồ đó, thì thường là những cái gia đạo này sau này khi nó sụp đổ rồi là nó tan tành hết. Giống như người chết mà tiền cổ cũng mất, không còn tồn tại gì hết quý vị. Nên khi chúng ta nghe đạo rồi mà phát tâm từ bi, biết niệm Phật, phóng sanh, ăn chay, và những ngày chủ nhật ở đây thì cúng đĩa thực đồ rất là nhiều. Như ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 chắc chắn là người ta về rất là đông để cộng tu. Ngày đó chúng ta phát tâm tu hành mấy ngày để cầu an cho người thân và cầu siêu cho người thân. Hay những người mang nghiệp phá thai, mình nương vào cái đạo tràng tu gì nè, khi cúng tế thực chư hương linh ta mừng lắm, tại vì mình nghĩ đến người ta. Và khi ở đây tu hành nhiều gì đó, thì Phật quang phổ chiếu, chư hương linh nương vào cái oai lực của chư Phật Bồ Tát mà họ hưởng nhờ được, giống như tắm mình trong quang minh, tâm trạng họ an lạc và vui lắm quý vị. Nên về đây cộng tu ngày chủ nhật rất là đặc biệt. Nên toàn thể đại chúng chúng ta nguyện đem cái công đức niệm Phật nghe Pháp và lễ Phật và phóng sanh cúng tế thực này, chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng gia quyến của quý vị hưởng được cái công đức phước báo này mà gia đạo bình an, mỗi người chuyển nghiệp từ từ và từ từ biết tu hành và gia đạo sống hạnh phúc, biết tu hành để cầu giải thoát. Và chúng ta nguyện đem cái công đức của toàn thể đại chúng tu này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả những vị Phật tử phát tâm cúng dường cầu siêu cho người thân hay là cầu an cho người thân. Và nguyện hồi hướng cho tất cả chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Và hồi hướng cho tất cả những người chết trong cái trận dịch bệnh Covid mà khắp nơi trên toàn thế giới chết mà chưa được siêu thoát, làm cô hồn vất vơ vất vưởng rất là khổ. Nghe được bổ nguyện Di Đà nên buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Như đặng Phật tử chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật tử công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngộ tình chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình công. Công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà vả việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà vả việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh, ngũ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh. Mỗi tuần về đây chúng ta được dự chương trình phóng sanh. Nhìn nhiều cháu nhỏ ở đây, thiện căn các con rất là lớn, nên từ khi còn nhỏ biết về chùa, nghe pháp, niệm Phật, lễ Phật, nên là nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các cháu nhỏ này phát triển được cái thiện duyên suốt cuộc đời. Và dù những cháu có những có cái nghiệp gì lớn lên bất hiếu với cha mẹ, nhưng nhờ biết tu sớm nên chuyển cái nghiệp bất hiếu trở thành có hiếu, nên cái phước này rất là lớn. Chúng ta khi phóng sanh cái tâm mình nó dịu xuống, khi mình ăn chay và biết phóng sanh này, cái tâm mình từ từ nó đỡ nóng dữ lắm quý vị, và giận hờn ai từ từ nó cũng đỡ giận hờn lại. Công đức phóng sanh lớn dữ lắm. Nên những đức thường hướng dẫn rằng con ruồi, con muỗi, con kiến chúng ta cũng không dám giết nữa, vì đó cũng là một sinh mệnh mà muốn sống.
như chúng ta muốn sốc. Nên cái chương trình phóng sanh này rất là đặc biệt mà trưởng dưỡng lòng từ. Khi tất cả chúng ta ngồi đây đã từng nhiều đời nhiều kiếp sát sanh, mà Phật nói rằng tứ sanh phụ mẫu, mà chúng ta sát sanh hại vật để ăn thịt, đó là chúng ta giết ông bà cha mẹ đời này nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta mà tạo nghiệp, nên là đọa làm thân súc sanh. Thí dụ như ông bà cha mẹ mình sát sanh hại vật để kiếm tiền nuôi mình, sau này ông bà cha mẹ mình chết đi thì đọa làm súc sanh. Mình có thân người, mình đâu biết đó là ông bà cha mẹ mình, nên mình ăn thịt ông bà cha mẹ mình. Nên Phật dạy mình là đừng nên ăn thịt mà nên ăn chay. Nên đây là cái chỗ phóng sanh rất là đúng lời Phật dạy. Nên chúng ta vừa phóng sanh những con chim này mà chúng ta quy y niệm Phật cho những con chim này nó được nương dựa vào Tam Bảo để mà niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Khi được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng xong, nên ở trong ngôi chùa để mà nghe danh hiệu Phật. Khi bỏ thân nên hướng về thế giới cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà A Di Đà Phật, 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 A Di Đà A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Khi về đây tu những đức hồi hướng vậy là viên mãn hết rồi đó nghe. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật.